Lạy Đấng Tam Giới Tôn, ơi quy mang mười phương phân, con nay phát nguyện đồng mấy có trì kinh Địa Tạng. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cư có tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phán Bồ Đề Tâm. Hên một báo thân này sanh qua cõi cưng là hay, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện thần thông, trên cung trời nào lợi phẩm thứ nhân phần, hiện thần thông con nghe như thế này. Một hoa nọ tại cung trời đau lợi đứng phần, vì thánh máu mà thuyền pháp lung đỏ bằng cà thuyền, bằng cà thuyền tăng cả chư Phật và Đại Bồ Tát. Trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hồi hôm rồi đồng khen ơi rằng, đừng Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời an ngũ trường mà hiền sơn ngoại đứng trí huệ thần thông, chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh căn cường, làm cho chúng nó rõ phàm khổ pháp vui chuyện sống chư phần. Đều sai thì gia kính tham đơn thế tôn, bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đuông. Vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phương đứng, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quỷ, vầng mây sáng rỡ đại tán thăng. Đờ pha phóng ra bằng cà thuyết, vầng mây sáng rỡ như thế rồi lại phóng ra các thứ tiếng vì diệu như là tiếng Bồ Thí Độ, tiếng Trì Giới Độ, tiếng Nhân Nhùng Độ, tiếng Tinh Tấn Độ, tiếng Thiên Định Độ, tiếng Bát Nhã Độ, tiếng Từ Bi, tiếng Hỷ Xả, tiếng Giải Thoát, tiếng Vô Lậu, tiếng Trí Huệ, tiếng Sư Tử Hồng, tiếng Đại Sư Tử Hống, tiếng Mây Sầm, tiếng Mây Sầm lớn trời rộng, hồi họp khi đường Phật phá ra bấn cả thuyền, bấn cả thuyền tiếng vi diệu như thế, song thời có vô lượng ứng hàng trời rộng, quý thân ở trong cõi Ta Bà và coi nữa phương ca cũng đến hồi hôm nơi cung trời đau lời như là trời tứ thiên vương, trời đau lời trời tu diệm ma, trời đâu xuân đàm, trời hoa lan, trời tha hóa, trời tư tài, trời phàm chúng, trời phàm phu, trời đại phàm, trời thiếu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiếu tình, trời vô lượng tinh, trời biến tinh, trời phước sanh, trời phương ai, trời quang hoa, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức quá thiền, trời vô tướng, trời vô phiền, trời vô nhiệt,
trời thiên kiến trời thiền yên trời sáng cứu cánh trời mơ hệ thú la cho đến trời vi tượng vi vi tượng thương. Tần cả thiên chúng long chúng cung ca chúng quỳ thần đều đến hồi hôm lại có những vị thần cõi ta bà cùng cõi nữ phương khác như thần biển thần sông thần rạch thần cây. Thần núi thần đấng thần sông trầm thần lúa ma thần chú ngày thần chú đêm thần hư không thần trên trời thần chú ăn uống thần cây có cán vị thần như thế. Đều đến hồi hôm lại có những đại quý vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương kháng như án mục quý vương đàm huy quý vương đàm tinh quý vương. Đàm thai noãn quý vương hành bình quý vương nhiễm đồng quý vương tự tâm quý vương phương lời quý vương đài ai kính quý vương can quý vương như thế đều đến hồi hòm. Đừng qua phá khởi bây giờ đừng tin ca bảo ni phần bao ngày văn thù sư lợi pháp vương tứ đại Bồ Tát rằng ông xem coi tất cả chư phân Bồ Tát và trời rồng quý thần. Đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quân đồ này cùng quân đồ khác này đều đến hồi hôm tài cung trời đào lời như thế ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bành Phật rằng bạch Đơ Thế Tôn nếu dùng thần lực của con để tinh đếm trong nghìn kim cũng không biết số bao nhiêu. Đứng phần bao ngài Văn Thù Sư Lợi rằng đến ta dùng phận nhãn xem hay còn không đem xe số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kim lâu xa đến nay hoàng đã độ đương độ chưa độ. Hoàng đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu ngài Văn Thù Sư Lợi Bạch Đức Phật rằng từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngài. Nghe lời Đức Phật nói đó thời tin nhận liền còn hàng thiêu quá thanh văn trời rộng tam bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau dầu nghe lời thanh thân của Như Lai. Nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ giàu cho có lại vân đi nữa cũng chưa khỏi hủy ban cuối mong được cái tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài tu hành gì. Làm nguyện gì mà thành tựu đức sư không thể nghĩ bàn như thế đức Phật bao ngài Văn Thù Sư Lợi rằng ví như bao nhiêu cây có lùm rừng lúa mè tre lau đá núi bụi bằm. Trong cõi tam thiên đại thiên cứ một phần làm một sông hằng rồi cứ số cá trong mỗi sông hằng một hà cán làm mò cõi nước rồi trong mò cõi nước cứ một hàng bụi nhon. Làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chưa trong mùa kim đều đem làm kim cá từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng qua vị thâm địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên. Huống là những thoa ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thanh văn và bến chi phần này Văn Thù Sư Lợi oai thân thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghi bàn đến đường.
Về đời sau nếu có trang thiên nam người thiên nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát hoàng khen người hoàng chim ngưỡng bái lại hoàng xưng danh hiệu hoàng cúng dường. Nhận đến lễ cắn năm sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thời người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ám đạo. Trưởng gia tứ khoa nguyện này bằng thu sư lời trái quả bằng khả thuyết bằng khả thuyết kiếm lâu xa về trước tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát Lam Môn vị trưởng gia tứ. Lúc đó trong đời có đứa Phật hiệu là sư tử phấn tâm cụ thông vàng hạnh Như Lai trường gia tư thấy đức Phật tương màu tôn đẹp nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi đứng Phật tu hành nguyện gì mà đằng to đẹp như thế khi ấy đấng sư tử phấn tâm cụ tung vạn hành Như Lai bảo trưởng gia tư rằng muốn chứng được thần tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát ta ca chúng sinh bị khổn khổ này văn thù sư lời trường gia tứ nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tổ số chẳng thể cười xiên ở đời sau. Tôi vì nhân chúng sanh tôi khổ trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo bởi ở trường đức Phật. Sư tử phấn tâm cụ tung vạn hành Như Lai ngài lâm nguyện rồng đó nên đến nay đã trải qua 100.000 muôn ư vô số bấn cà thuyết kiếm mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà là một nữ cứu mê lại thua bấn khả tư nghi vô số kim về trường lung đó có đức Phật hiệu là giác hoa đinh từ tại vườn Như Lai đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ứng vô số kim. Trong thời tướng Pháp có một người con gái dòng Ba La Môn người này nhiều đời chưa phước sâu dày mọi người đều kinh nể khi đi đứng lúng nằm ngồi chư thiên thường theo hồ về. Bà mẹ của người cương mê tính tà đạo thường kinh khi ngôi tam bảo thoái mặn dầu thanh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiên. Nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn chẳng bao lâu bà ấy trên thần hồn sa đọa vào vô gian địa ngục lúc đó thanh nữ biến rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quá liều chắc phải theo nghiệp quay mà sanh vào đường ăn. Thành nữ bèn bán nhà đấng sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại các chùa tham thờ đưa Phật gia hoa định từ tại vương trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của đức hoa giáng hoa đình từ tại vương đắp vế hoài dung đủ cánh tôn nghiêm thanh nữ chim bái tường của đức phật lại càng sanh lòng kinh ngưỡng từ nghĩ thầm rằng đức phật là đấng đại giáng đủ tấn ca trí huệ nếu đức phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi quốc tôi đến bành hoài phận chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào.
Nghe đến đó thánh nữ buồn tôi rơi lệ chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi bóng nghe trên hư không có tiếng báo rằng thánh nữ đường góc kia thôi đừng có bi ai qua lắm nay ta sẽ bao cho người biên. Chỗ của mẹ người thanh nữ chấp tay hướng lên hư không mà vãi rằng đứng thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi tháng sanh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bao thánh nữ rằng ta là Đức Phật quá khứ gia thọ định từ tại vương Như Lai mà người đương chim bái đó thấy người thường rón nhớ mẹ trôi hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bao thanh nữ nghe nói xong liền té xìu xuống tay chân mình mây đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đã dậy mộng lan sao thanh nữ mới tỉnh lại rồi bành cùng trên hư không rằng cuối xin đứng ở phần so thương báo ngay cho rõ chỗ tháng sanh của mẹ con. Này thần tâm của con sầm trên mắng đưa gia hoa định từ tài vương Như Lai bao thánh nữ rằng cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghi tướng danh hiệu của ta. Thời người sẽ biến cho ta sanh của mẹ người lễ phần sống thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thanh nữ ngồi ngay thắng niềm danh hiệu. Vua giảng hoa đình từ tại vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm bỗng thấy thân mình đến môn bờ biển kia nước trong biển đó sôi sùng sùng có rất nhiều thu dữ thân thế toàn bằng sắt. Mày nhảy bên mặn biển chạy rảo bên này xua đuổi bên kia thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thuở chìm thoảng nổi ở trong biển bị cắn thu giữ dành nhau ăn thịt. Lại thầy quý giá khóa hình thù đều là lùng hoảng nhiều tay nhiều mắng nhiều chân nhiều đầu răng nanh chia ra ngoài miệng bén nhọn giường gươm lùa những người tôi gần thu dữ rồi quỷ lại chập bắn người tội. Tùm quắm đau chân người tôi lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ấy thanh nữ nhờ nương xứng niệm phong nên tự nhiên không kinh sợ có mồn vì quý vương tên là Vô Đồng. Đến cuối đầu nghìn tiếng hỏi thánh nữ rằng hãy thái Bồ Tát ngài có duyên thứ gì đến chốn này. Thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chốn nào. Quý vương Võ Đông Nam rằng đây là từng biển thứ nhưng ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục việc ấy có thiệt như thế chăng. Võ Đông Nam rằng thiệt có địa ngục. Thanh nữ ơi đang nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó. Vô Đồng Đàm rằng nếu không phải trước ngoài thần cần phải do nghiệm lưng ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thanh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà trước trong biển này sôi sùng sùng như thế và có những người tôi cùng với cá thu dự. Vô Đồng Đàm rằng những người tôi trong biển này làm
Nhưng kẻ tạo án ở cõi diêm phù đề mới trên trong khoảng 49 ngày không người kể từ để làm công đức hầu cứu với khổ nạn cho lúc xong kẻ đó lại không làm. Thường nhân lành nào cả vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cạnh biển này mười muôn gió tuần về phía đông lại có một cái biển những sự thông khổ trong biển đó sắm bồi ơn biển này phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa sự thông khổ trong đó càng trôi hơn đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám với rằng. Đồng gọi là biển nghiệm chính là ba cái biển này. Vài thánh lại hỏi quý vương vô đông rằng địa ngục ở đâu, vô đông đám rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bờ kê đó có 500 chỗ đủ không lượng, sự khổ sở bừng kế nửa có đến 1000 cũng đầy không lượng sự thông khôn. Thành nợ lại hỏi đại quý vương rằng thân màu của tôi mới quốc gần đây không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quý vương hỏi thánh nữ rằng thân màu của Bồ Tát khi còn sống quyền làm những nghiệp gì, thanh nữ đám rằng thân máu của tôi mê tín tà đạo kinh chê ngôi tam bảo hoàng có lúc tam thời tinh chánh pháp xong rồi chẳng kính dầu quốc không bao lâu mà chưa rõ đó làng vào đâu. Vô đồng hỏi rằng thần mẫu của Bồ Tát tên họ là gì, thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn, thân phụ tôi là Thì La Thiền Kiên. Thân mẫu tôi hiểu là duyên đế lợi vô đạo chấm tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu qua lắm nữa tội nữ duyên đế lợi. Nửa sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phương lành cúng dường chùa thăm. Thờ đứng giá hoa đình từ tài vương Như Lai chẳng phải chi riêng thân màu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đằng tháng sanh cam. Nói xong quý vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ dường chim bao chân tinh rõ biết việc đó rồi bèn đổi trưa pháp tương của Đức Giang Hoa Đình từ tại vương Như Lai mà phán tề nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay nhận đến đời vì là những chúng sanh mắng phải tội khổ thì tôi lầm ra nhiều phương chưa làm cho chúng đó đường giải thoát. Đức Phật báo ngài văn tù sư lời rằng quý vương vô đồng trướng đó nay chính ông tài thú Bồ Tát còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện. Phần thần tập hồi phẩm thứ hai hóa thân cùng quyên thừa lùng đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục 100.000 muôn ứng bấn cả tư bấn cả nghìn.
Bận khả lượng, bận khả thuyết, vô lượng, vô số thế giới đều đến hồi hòm tại cung trời đạo lợi, do nhờ thần lực của Như Lai phần thân đó hiện về, nhưng chúng đã được giải thoát ra khỏi chọn nghiệm đạo. Ở mười phương cũng đều đông đến cho nghìn muôn ơn na do tha đồng cầm hương hoa đến cung dường Phật, nhưng chúng cùng đến với phần thân đó thầy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giao hoan làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đăng chánh gia trang, không còn thời chuyện như chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lặn trong vòng sanh tử, trong sâu đường chiều những điều khổ sớm. Không có lúc nào tạm ngừng nhớ nhớ lòng từ bi lớn và thế nguyên sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên ta cả đều chứng được đạo quả đại chúng đó khi đã đến cung ở trời đạo lời. Lòng họ vui mừng hơn chim ngưỡng đứng Như Lai mắng nhìn mãi không rời, đứng Như Lai an ủi quỷ tháng bây giờ để tôn giờ tay sáng vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát. Trong trăm nghìn muôn ứng bơ khả tư, bân khả nghị, bân khả lượng, bơ khả thuyết, vô lượng, vô số thế giới mà dạy đăng ta ở trong đời an ngũ trượt. Và hòa nhưng chúng sanh càng cường như thế, làm cho lòng chúng nó đều phụng bó tà về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ngang muôn đồ, chúng đó ta cùng phân nghìn trăm ức thân làm ra nhiều phương chứa trong chúng sanh đó, hoặc có người căn tánh sáng lèm nghe pha của ta thời liền tin nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên ba mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta vẫn ra nhiều thân đó thoa, những hàng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế, hoàng hiện ra thân trai, hoàng hiện ra thân gái, hoàng hiện ra thân trời rồng, hoàng hiện ra thân quế thần, hoàng hiện ra rừng núi sông ngòi ao rành suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi đồ họ đường giải thoát. Hoàng hiện ra thân thiên đế, hoàng hiện ra thân trời phạm vương, hoàng hiện ra thân vua chuyến luân, hoàng hiện ra thân quốc vương, hoàng hiện ra thân cư sĩ, hoàng hiện ra thân tế phụ, hoàng hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoàng hiện ra thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Nhân đến hiện ra những thân thanh văn là Hán Vinh Chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng ông xem ta đã trải qua bao số kiếm nhọc nhằn đo thoáng, nhưng chúng sanh càng cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghìn thọ bao. Nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dữ chiều nhiều sự thông khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đạo lời ân cần phó chúng đây mà gắn đô chúng sinh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này
Nên lượng Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hằng căn điều khổ gầm và đưa đưa Phật thọ ký bây giờ những hoa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiểm chung lại một hình. Trời lễ thương khắp mà bành cung đứng phân rằng từ số kiếp lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tìm đồ dân diệu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bằng đầy đủ trí huệ rộng lớn. Còn vân hiện thân hình ra có cùng khắp trăm nghìn muôn ứng hằng hà sa thế giới trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ứng thần mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ứng người làm cho quy kính ngồi tạm báo thói hắn vòng sanh tướng vui niếm bàn. Nhưng chúng sanh nào ở nơi phần pháp chi làm việc lành bằng một sợi lông một giọt nước một hạt cát một bụi nhỏ hoàng chi bằng chừng mấy lòng tông con đều đo thoáng lần lần làm cho chúng đó được lợi ích lớn. Cuối mong được nhớ lại trở về những chúng sanh nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắm. Cuối mong được nhớ lại trở về những chúng sanh nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cung đứng Phật ba lần như thế lúc ấy đưa Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng hay thay hay thay. Ta hỗ trợ cho ông đưa toại nguyện từ kiếp lâu xa đến nay thường phá nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi thời ông liền chứng qua Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Phẩm Thứ Ba Phật Mẫu Thứ Hồi Lúc Đó Đức Phật Mẫu Là Bà Ma Gia Phu Nhân Chấp Tay Cùng Kính Mà Hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thành giả chúng sanh trong cõi diêm phù đề ta nghiệm sai khá cam thọ qua báo ra thế nào Ngài Địa Tạng Bồ Tát đảm rằng trong nghìn muôn thế giới cho đến quân đồ hoặc nơi thời có địa ngục. Nơi thời không địa ngục hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân hoặc nơi phần pháp, nơi thời không phần pháp nhân đến bậc thanh văn và bính chi Phật vân vân. Cùng sai khác như thế chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác khỏi đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bành cùng Bồ Tát rằng tôi muốn nghe tội báo trong mong Ngài lâu nghe nhận lấy tôi sẽ lường nói việc đó. Thanh mau bành rằng xin thanh giá nói cho Bồ Tát lựa thuận bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thanh mau rằng danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ kẻ đó phải đó vào vô gián địa ngục mai đến nghìn muôn ứng kim. Không lũng nào mà ra khỏi được như có chú sanh nào có lòng ác mà thân phận bị thương chay máu kinh chê ngồi tạm ba chẳng kinh kinh điển cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ơ kiếp không khi nào ra khỏi đường. Hoàng có chúng sanh xâm tổn của thường trụ phạm tăng ni hoàng thứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền hoàng chia hoàng ai nhưng chúng sanh đó phải đọa vào vô gian địa ngục.
trong nghìn muôn kiếp không lâu nào mong ra khỏi đường, như có chúng sanh gia làm thầy sa môn, kỳ thơ tâm chẳng phải sa môn, làm dùng của thường trụ trai phàm giới luật gàn gấm hàng bành y. Tạo nhiều điều tội ác hàng người như thế, phải đoá vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không khi nào mong ra thôi đưa hoàng coi chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân. Của thường trụ cho đến không cho mà lấy mồ, và kẻ đó phải đoa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn kiếp, không lâu nào mong ra khỏi đường. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: thanh máu nếu có chúng sanh nào phạm nhưng tội như trên đó, thời phải đoa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng sự đau khổ chừng quán, một niệm cũng không được. Bà Ma Gia Phú Nhân Lai Bành cùng Địa Tạng Bồ Tát thế nào gọi là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát cư rằng: thánh mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiên Vi lớn có 18 chỗ thư kê đó, 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thư kê lại có 1000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giam vòng ngục thành hơn 8 muôn dâm, thành đó thuần bằng xa cao đến 1 muôn dâm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là vô gián ngục này, châu vi một muôn 8000 dặm, tường ngục cao 1000 dặm, toàn bằng sang cá lửa cháy hừng hở, số trên xuống dưới trên tường ngục răng sáng cho sắc phun lửa đuổi nhau. Chạy bên này sang bên kia trong ngục có giường rộng khắp muôn dâm, một người thọ tôi thời tự thấy thân mình nằm đầy trần, cả giường đến nghìn muôn người thọ tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cầm vời như thế, lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quy già xoa cùng với loài an quý răng nanh bên nhọn giường gươm cặp mắt trôi sáng như chớp nhoáng. Mong tài cơn như đồng móng ruộng bầm chàng lại có quý gia xoa khá cầm chía lớn bằng sáng đâm vào mình người tôi, hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi. Lưa lên trên không lấy chi hứng lấy, để lại trên giường lại có diều hầu bằng sang bố măng người tội, lại có răng xa cắn đầu người tội nơi lòng đô khắm trong thân. Thề đều lấy đinh dài đông xuống giường kéo lưới ra rồi cài bừa trên đó lôi kéo người tội nước đồng đó vào miệng dây sang nông đó quăng lấy thân người tội một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại. Do về tội nghiệp mà cam lấy như thế trải qua ứng kia phong lúc nào mong ra khỏi đưa lúc thế giới này hư hoài thời sanh nhờ qua địa ngục mê thế giới ca lùng thịt giới càng đó hư hoài thời lại sanh vào cõi khác nữa lúc cõi càng đó hư hoài thời cũng xoay vân sanh vào cõi khác.
Đến khi thế giới này thành xong, thời sanh trở về thế giới này, nhưng sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó lại địa ngục đó, do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Một hồi nhân trong đó để chia chiều khổ ngày lẫn đêm, cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng, nên gọi là vô gián. Hai, một người tôi thân đầy chất cá ngục, nhiều người tôi môi môi thần cũng đều đầy chất cá ngục, nên gọi là vô gián. Ba, những khi cô đề hành hình tôi nhân như chia ba gầy diều hầu răng soi, cho tôi và cõi sai cưa đục vào mang cháo dầu sôi. Lười sẵn dây sẵn lừa sẵn ngừa sẵn giá sống niềng đầu, nước sẵn nông rưới thân đôi thời ăn hoàng sắc nông khác thời uống nước sắc sôi, từ năm tròn kim đến vô số kim. Nhưng sư khô sở nói nhau luôn không mò dây ngừng, nên gọi là vô gián. Bốn, không luân là trai hay gái, mượn mang mọi đời già trẻ sang hẹn, hoặc là rồng là trời, hoặc là thân là quỷ. Thề gây tội ác theo đó mà cam lấy, ta ca đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. Năm, nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày đêm muôn lần chán muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng quán một niệm cũng không đặng. Trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh, do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát Thứ Thánh Mẫu rằng nói sơ lương về địa ngục vô gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những khi cụ đề hành tôi cũng những sự thông khổ trong địa ngục đó, giờ nên xuống mô kia cũng không thể nào nói cho hết đường. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, không xiên lo đầu mà chấp tay đánh lễ Bồ Tát mà lùi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát. Bốn, nguyện nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư Bồ Tát vân chỉ lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng: Bạn đờ Thế Tôn, con đường sơ hoài thần của Đức Như Lai, nên chia thân hình này khắp trăm nghìn muôn ư thế giới để cứu tất cả chúng sinh bị nghiêm bao. Nếu không nhờ chân đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài dần đã thành phần làm cho chúng sanh, trong sáu đường đều đặng đô thoát sinh văn. Bàn Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo, bây giờ đứng phần báo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng những chúng sanh mà chưa được giải thoát tánh thức của nó không định, hệ quyền làm dư thời kế thành nghiệm bao dư, con quyền làm lành thời kênh thành quá bao lành, làm lành cùng làm dư tùy theo cánh duyên mà sinh ra lăng mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ân. Mẹ làm chương nặng trai đến kiếp số nhiều như vi trần vi như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nửa cháy thoáng hoang tam đường ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đoan.
Đời trước ông Trôn đã làm nguyện trái qua nhiều kiếm pha thế rộng lớn đời anh ca chúng sanh bị tội khổ thời ta còn lo gì định từ tại vương bành hoi khi đưa Phật dạy lời như thế xong. Trong phạm hội có vị đại Bồ Tát hiệu là Định Từ Tại vương ra bánh cùng đứng phần rằng bành đứng thế tôn từ nhiều kiếm đến nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyên gì mà nay đưa Đức Thế Tôn ân cần người khen như thế cuối mong đường Thế Tôn lượng nói cho bây giờ đứng Thế Tôn bao ngày định từ tại vương Bồ Tát lóng nghe phải khe suy xén đó ta sẽ bị ông mà giải bày rõ ràng ông vua nước lân cần vô lượng vô số na do ta bấm khá khuya kim về thuở trưởng lúc đó có đứng phần ra đời hiểu là như thiết trí thành tựu như lai ứng cung chánh biên trì minh hành tung thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phận thế tôn đừng phần đo thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia thời ngài làm vua một nước nhỏ kia kênh bàn cùng với vua nước lân cần hai vua đồng thành hành mười hành lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc án hai vua cùng nhau bàn tính làm những phương chương đế dân diệu dân chúng ấy một ông phán nguyện tôi nguyện sám thành phần. Sẽ độ dân chúng ngay làm cho đều được giải thoát không còn thừa một ông phán nguyện như tôi chăng trước đó những kẻ tội khổ làm cho đều đánh án vui chứng qua Bồ Đề thời tôi nguyện chưa chịu thành phần. Đừng phán bao ngài định từ tại vương Bồ Tát ông vô pha nguyện sám thành phần đó chính là đức như thiên tri thành tựu như lai còn ông vua phá nguyện đồ chưa hết những chúng sinh tội khôn. Thời chưa chịu nguyện thành phấn đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây bày quang mục cứu mê lại vô lượng vô số kim về thuở trưởng có đức phận ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đừng phần đo thọ 40 kiếp trong thời mạng pháp có một vị là hạng phước đứng cứu độ chúng sanh nhân vì đi tuần tự giao hóa mọi người. Là hán gặp một người nữ tên là Quang Mông nàng này sanh sữa đồ ăn cúng dường là hán la hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì Quang Mông thưa rằng ngài thân máu tôi vợ tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứ vợ thân máu tôi chẳng rõ thân máu tôi tha sanh vào đường nào là hắn nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sang. Thời thầy ba mẹ của Quang Mông đọa vào chốn địa ngục rất là khổ sở là nói Quang Mông rằng thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệm gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế. Hoàng Mộng thưa rằng ngài còn sống thân máu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh phần nhiều là hay ăn cá con và tranh con hoàng chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tình đêm số cá tranh của người đã ăn thời đến hơn nghìn mùa xin tôn gia thương xó chỉ dạy phải làm cánh nào để cứu thân mẫu tôi là xó thương bèn dài phương trước ngài khuyên Quang Mục rằng
Người phải đem lòng chí thành mà niệm Đức Thánh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vế đam hình tượng Đức Phật. Thời kẻ còn cùng người mân đều đưa phước lợi quang mùng nghe xong liền xuất tiền quang. Hòa thượng Phật Ma Tha cũng nàng lại đem lòng cung kính không thang chim ngưỡng đánh lệ tượng Phật đem đó nàng chim ba thấy thân của Đức Phật sẵn vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Được hòa phong ánh sáng mà bao quang mong rằng chẳng bao lâu đầy thân mẫu người sẽ thắng sanh vào trong nhà của người khi vừa biết đói lánh thời liền biên nói. Sau đó đưa tới gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biến nói trẻ đó buồn khóc mà nói với quan mùng rằng nghiệp duyên trong vòng sanh tớ phải tự lãnh lấy quả báo tôi là mẹ của người. Lâu nay ở chốn tôi tâm từ khi bên biển người tôi phải đoá vào đại địa ngục nhờ phước lực của người nên nay được họ sanh làm kẻ hà tiện lại thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây sẽ đoá vào địa ngục nương. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở nghe đứa trẻ nói quang mùng bia chẳng là mẹ mình nàng nghẹn ngào không lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hành nghiêm chi mà bị đọa vào địa ngục như thế đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp giết hại vật để che bài mắng giết mà thọ bao không. Nếu không nhờ phương đưa của người cứu nạn cho tôi thời cứ theo tôi nghiệm đó vẫn còn chưa được hòa khổ quang mong hỏi rằng những việc tôi báo trong địa ngục ra làm sao. Đưa trẻ đám rằng những việc tôi khó nói ra càng bấn những giờ đến trăm nghìn năm cũng không thuận hơn được quang một nghe xong than không rơi lệ mà bánh cùng giữa hư không rằng nguyện cho thân máu tôi thôi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi không còn rõ trong tôi cũng không còn đọa vào an đạo nữa xin chư Phật trong 10 phương thương xó chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phán nguyện rộng lớn như vậy. Như thân máu tôi coi hắn chôn tam đồ bà an hà tiếng cùng thân gái cùng kiếp không còn thò những qua bao sau đó nữa tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phá lời nguyện rằng từ ngày nay nhân về sau đến trăm nghìn muôn ứng kim. Trong nhân thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tôi khổ nơi địa ngục cùng ban đạo tôi nguyện cứ vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoa khỏi chốn ám đạo. Địa ngục sông sanh và ngã quỷ vân vân những kẻ ma phải tội bao như thế thành phần cả rồi vậy sao tôi mới thành bờ chánh giác quang một phán nguyện đó xong. Liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng này quang mục nhà ngươi đấng có lòng tự mẫn vì mẹ mà phán ra lời thề nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lung mãn 13 tuổi khi bỏ báo thân này sẽ tha sanh làm người phạm chi sống lâu trăm tuổi sau đó vãng sanh về cõi nước vô ước sống lâu đến số không thể tính kê sau đó sẽ thành phần độ nhiều hạng người.
Trời cho đông như số ca sông hàng đơ phần ba ngày định tơ tái vương Bồ Tát rằng vì là hán phơ lanh đồ quang một thòa đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Thần mô vô quang mùng là ngài giải thoát Bồ Tát, còn quang mùng thời là ngài địa tạng Bồ Tát. Đây vậy trong nhiều kiếm lâu xa về trước, ngài có lòng tự mẫn phán ra hằng hà xa số lời thề nguyện. Đồ khâm chúng sanh như thế trong đời sao, như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, nhân đan kế chẳng tin luật, nhân quả kế ta dâm vòng ngữ, kế lưỡng thiện án có kế hủy bán đại thường. Nhưng chúng sanh có tội nghiệp như thế chẳng phải bị đọa vào ăn đạo, nếu gắm đường hàng thiên tri thức khuyên ba quỷ với ngài Địa Tạng Bồ Tát chừng trong khoan khai mong tay. Nhưng chúng sanh đó liền đang thoát khỏi ba khổ nơi ban đạo, nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ người kiên cùng dân cung những ý phụng đồ ăn và cuốn các thư trăng bao. Thời người đó đông trăm nghìn muôn ứng kiếp sao thường nghe coi trời hương thọ sự vui tăng diệu hòa lung phưa trời hình sanh xuống chốn nhân gian quân còn thường làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếm. Ngài nhớ được cội ngàn nhân quá trong căn đời trước của mình, này định từ tại vương ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức hoài thần đơn lớn không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông nhân bừng Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, họ tuyên truyền lưu bố rộng ra ngay đến từ tại vương bánh đức Phật rằng bánh đức Thế Tôn xin Phật chớ lo nghìn muôn ứng đại Bồ Tát chúng con. Đều có thế nương ngoài thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi diêm phù đề, để cho lợi ích chúng sanh ngài định từ tại vương Bồ Tát bạch với đức Phật xong. Bèn cùng kinh chấm tay lê Phật mà lùi ra tứ thiên vương hỏi Phật, bây giờ bốn ông thiên vương đồng từ cho ngồi đứng dậy cùng kinh chấm tay mà bệnh cùng đức Phật rằng: Bành đứng Thế Tôn ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếm lâu xa nhân lại đã phá nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hên? Ngài lại còn phải phá lời nguyện rộng lớn nữa, cuối mong đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ đức Phật ba bốn vị thiên vương rằng hay tai ấy tai nay vì muốn được sự lời cho chúng sanh. Ta về các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và về lại mà nói những sư phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi diêm phù đề ở ta bà thế giới này. Vì lòng từ mẫn thương cho ngã mà cứu mơ đồ thòa tăng ca chúng sanh mang phải tội, có bốn ông thiên vương bành rằng: Vâng bành đức Thế Tôn, chúng con muốn được nghe phương tiện giáo hoang. Đờ vàng ba bốn ông thiên vương rằng: Từ kiếm lâu xa nhận đến ngày nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoa chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, ngài thương xót chúng sanh mang tội khổ đời này. Lời quan sát vô lượng kiếp về sao tội khổ cứ lấy dây mãi không dứt, vì lẽ đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi diêm phù đề nơi thế giới ta bằng.
dùng trăm nghìn muôn ước phương tiện chưa để giáo hóa chúng sanh này. Bốn ông thiên vương ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sẵn hai loài sanh và thời dạy rõ quá bao vi ương lụy đời trước mà phải bị chánh yêu. Nếu gặp kẻ trộm ma cấm thời ngài dạy rõ qua báo nghèo khốn khổ sợ. Nếu gặp kẻ tà dâm thời ngài dạy rõ qua báo làm chim xe xe bồ câu uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ăn thời ngài dạy ra quá bao uyên thua kình chống nhau. Nếu gầm kẻ hay khinh chê thời ngài dạy ra quá báo không lời miệng lỡ. Nếu gầm kẻ nóng giận thời ngài dạy ra quá báo thân hình sâu xí tàn tần. Nếu gầm kẻ bon sáng thời ngài dạy ra quá báo cầu muốn không được toại nguyện. Nếu gầm kẻ buồn lùng săn bắn thời ngài dạy ra quả báo kinh hải điên cuồng mất mang. Nếu gầm kẻ trái nghênh cha mẹ thời ngài dạy ra quá báo trời đấng tru lòng. Nếu gầm kẻ đốn núi rừng có cây thời ngài dạy ra quá báo cuồng mê đến chân. Nếu gầm cha mẹ ghé ăn ở đồng thời ngài dạy ra quá báo tha sanh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gầm kẻ dùng lưới bắt chim non thời ngài dạy ra quá báo con nhu chia lìa. Nếu gầm kẻ huy ban tam bảo thời ngài dạy ra quá báo đuôi đĩa cầm ngồng. Nếu gặp kẻ kinh chê vào pháp thời ngài dạy ra quả báo ở mai trong an đạo. Nếu gặp kẻ làm phá của thượng trụ thời ngài dạy ra quả báo ức kim luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thánh tinh và vô bản tăng già thời ngài dạy ra qua bao ơ mái trong loài súng sanh. Nếu gặp kẻ dùng nửa sôi hay lửa chém chẳng giết hại sinh vật thời ngài dạy ra quá báo phải luân hồi thường mang lớn nhau. Nếu gầm kẻ pha giới phàm trai thời ngài dạy ra quá báo cầm thú đôi khang. Nếu gầm kẻ phung phí pha tồn của cái một cách phi liên thời ngài dạy ra quá báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gầm kẻ tao ta kêu màn công cao thời ngài dạy ra quá báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gầm kẻ đâm chọc gây gỗ thời ngài dạy ra quá báo không lưới hay trăm lưới. Nếu gặp kẻ ta kiếm mê tin thời ngài dạy ra qua báo thọ sanh vào chôn héo lăng. Nhưng chúng sanh trong coi diêm phù đề từ nơi tân cầu y tạo a kênh qua trăm nghìn muôn sự bao ứng như thế. Này chỉ nói sơ lượng đó thôi nhưng nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn diêm phù đề như thế. Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương chương để giáo hóa đó những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy căn quả báo như thế. Sao lại đo vào địa ngục trái qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bừng hồ về người cũng bao trở coi nước chờ để những nghiệp trường đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bọn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở chăm tay lễ phần mà lùi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện quyển thường hết bốn nguyện Địa Tạng đao lời thiên cung. Thần thông hiện hóa đồ quận mong đời ngũ trừa khó thông chúng sanh càng cường hàm vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật.
Nam mô Thượng Trụ Thập Phương Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện danh hiệu của địa ngục, phẩm thứ năm Phổ Hiền hàng hội lung đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa nhân giả sinh ngài vì trời đồng ban bồ và tất cả chúng sanh hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là cho thọ báo của hạng chúng sanh về tội có ở trong cõi ta bà cùng diêm phù đề này và nói những sự về qua báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạng pháp về sau này biết rõ những quả báo đó ngài Địa Tạng Bồ Tát nam rằng thưa nhân giả này tôi nương ngoại thần của đức phật cùng oai lực của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sư về tội báo và án báo danh hiệu của địa ngục thưa nhân giả phương đông của diêm phù đề có dạy núi tên là thiên phi dạy núi đó tôi thầm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng trong đó có địa ngục lớn tên là cực vô gián lại có địa ngục tên là đại a tỳ lại có địa ngục tên là tứ giang lại có địa ngục tên là phi đạo lại có địa ngục tên là hoa tiên lại có địa ngục tên là giám sơn lại có địa ngục tên là thông thương lại có địa ngục tên là thiên xa lại có địa ngục tên là thiên sàng lại có địa ngục tên là thiên ngương lại có địa ngục tên là thiên y lại có địa ngục tên là thiên nhân lại có địa ngục tên là thiên lư lại có địa ngục tên là dương đồng lại có địa ngục tên là báo trụ lại có địa ngục tên là lưu hóa lại có địa ngục tên là canh thiền lại có địa ngục tên là tỏa thủ lại có địa ngục tên là thiêu thương lại có địa ngục tên là đạm nhãn lại có địa ngục tên là thiên hoàng lại có địa ngục tên là tránh luận lại có địa ngục tên là thiên thù lại có địa ngục tên là đa sanh ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng thưa nhân giả trong dãy núi thiêu phi có những địa ngục như thế cho nhiều vô hạn lại có địa ngục kiều oán địa ngục bạn thiệt địa ngục phân yêu địa ngục đông hóa địa ngục hóa thượng địa ngục hóa câu địa ngục hóa mã địa ngục hóa ngưu địa ngục hóa sơn địa ngục hóa thành địa ngục hóa sang địa ngục hóa lương địa ngục hóa hưng địa ngục cư nhà địa ngục bán bì địa ngục âm huyến địa ngục thiêu phú địa ngục thiêu cương địa ngục đạo thánh địa ngục hóa ốc địa ngục thiên ông địa ngục hóa lang những
phần hai. Hoặc ba hoặc bốn nhân đến trăm nghìn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: thưa những giá đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chịu cảm ra. Những địa ngục như thế nghiêm lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu vượt biển cả, có thể ngăn đạo tánh. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội. Sau khi trên đều có quả báo, giàu đến mấy muôn đều phải chịu lấy. Chỉ thần như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khẳng đường. Dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Này thôi nương hoa lần của đưa phân mà nói sơ lượng những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhờ người giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ăn đào rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tăng ca. Chúng sanh có tâm hành á trong đời mà pháp sau này nghe đường lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tôi báo trong địa ngục, Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: thưa nhân giả, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưới người tội ra mà cho trâu cài trên đó, hoặc có địa ngục mỗi tim người tội để cho quý già xóa ăn, hoặc có địa ngục và châu sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đó con đồng cháy đó rồi băng người tôi ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bừng lửa lớn bay tắm vào người tôi, hoặc có địa ngục toàn ca thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phân tiêu, hoặc có địa ngục lao ngay trong sáng, hoặc địa ngục đắm nhiều dạo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đầm vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho răng sắn quân căng, hoặc có địa ngục xua đuổi cho sắn, hoặc có địa ngục đông ánh lửa sắn. Nhường ra những quả báo như thế, trong mồi mồi ngục có trăm nghìn thư khí cụ để hành hình đều là bằng đồng, bằng sáng, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này do các hành nghiệm quay của các chúng sanh mà cảm vời ra. Nếu tôi thuần rõ cả những sự về tôi báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thư khổ sâu, chỉ là nhiều ngục này tôi nương xứng ngoài tầng của đấng Phật. Và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời kim cũng nói không hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện Như Lai tán thán: phàm thế sa phận phóng quang dạng ba lúng đó, khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ưng hằng hà sa, coi nửa của chư Phật trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bao.
hào ca thời nữa của chư Phật rằng tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rộng quý thần vân vân. Lòng nghe hôm nay ta khen người đáo bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới. Hiện ra chớ từ bi hoài thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp thế cha tội khổ chúng sanh sau khi ta diện độ đời hàng Bồ Tát Đại Sĩ Căn Ông. Cùng với trời trong quê thần văn văn nên dùng nhiều phương trước để gìn giữ kinh này làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đẹp khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niên bằng. Phổ Quang Bồ Thưa Tịnh nói lời ấy xong trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quang cũng kính chấp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Con này nghe Đức Thế Tôn người khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đứng ngoài thần rộng lớn không ta nghi bàn như thế trong mong Đức Như Lai lại vì những chúng sanh trong thời ma pháp sau này. Mà thuyền nói ca sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rộng ban bố và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bây giờ đứng thế con bao ngài Phổ Quang Bồ Tát cùng trong cử chúng rằng: lắng nghe ta sẽ vì ca ông nói lượng về những sự phương đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Làm lợi ích cho người cùng trời ngài Phổ Quang bánh vân rằng: Vân bánh Đức Thế Tôn chúng con xin ham muốn nghe phần dạy sự lợi ích đức phần bao ngài Phổ Quang Bồ Tát. Trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát hoặc là chấp tài hoặc là người khen hoặc là đánh lễ hoặc là luyến mộ người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quang như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào hoặc là hòa vế hình tương của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng. Một lần đảnh lễ người đó sẽ được sanh lên cõi trời đáo lợi 100 lần không còn phải vì xa đọa vào an đạo nữa vì dầu ngày kia vừa trời đã ấn mà sanh xuống nhân gian cũng vẫn làm vì quân vương. Không hề mất sự lời lớn khỏi nữ thân như có người nữ nào nhàm chán thần gái hết lòng cung dường tượng vẻ của Địa Tạng Bồ Tát. Và những tượng cân bằng đấng đa keo sơn đồng xa vân vân ngày ngày thường đêm hòa hương đồ ăn đồ nghi phụng gấm lụa tràng phan tiền bằng. Vần báo vần vần cũng vừa như thế mãi không thôi người thiện nữ đó sau khi mang một thân gái hiện tại thôi đến trăm nghìn muôn kiếp còn không sanh vào coi nữa có người nữ huống nữa là thọ thân gái. Cứ khi vì lòng từ phá nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh hướng nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sơ công đức đó trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Thần trình đêm lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát nếu có người nữ nào chẳng thân xấu thi và nhiều bệnh tật đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát chí tâm.
nhìn ngựa đánh lễ trường cao quang mòn bữa ăn người nữ đó trong nghìn vàng kim thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ sao dễ đa nếu không nhàm thân gái thời trăm nghìn muôn ứng đời thường làm con gái nhà vua cho nên làm vương phi dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trường gia tướng màu đoan trang xinh đẹp. Do vì có lòng chí thanh chiêm ngưỡng đánh lên tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đăng phước như thế quý thần hồ về lại nữa nay vô quan. Như có người thiên nam người thiên nữ nào có thể đối chưa tướng của Địa Tạng Bồ Tát mà trôi ca thứ chí nhàn mà ca thiên người. Dùng hương hoa cũng dường cho đến quê hoa được một người hay nhiều người những hàng người đó ở trong đời hiện tại cùng thoa về lại sau thường đưa trăm nghìn vị quý thần. Ngày đêm theo hồ về còn không cho những việc hung dư đến tai người đó huống là để cho người đó phải chịu căng tai và bấm ngờ. Kinh chê mắng tội lại nữa này phó quan Bồ Tát trong đời sao như có người an và an thần an quý nào thay kẻ thiền nam người thiền nữ quy y cùng tinh. Cung dường ơi khen chim ngưỡng đánh lên tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bóng sanh kinh chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích. Hoàng nhắn răng ra cười hoàng chê sau lưng hay chê trướng mặn hoàng khuyên bao người ca cũng chê hoàng khuyên bao một người cùng chê. Hai nhiều người cũng chê cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niềm thời nhưng kê như thế đến sau kia một nghìn đứng phận trong hiền kim. Nhằm dìa cá bị tội bao kinh chê nên còn ở trong địa ngục à, thì chiều tôi có rất năng qua khỏi hiền kim này mới được họ thân ngà quý. Rồi mai đến một nghiệp kiếp xa mới thọ thân xuất sanh lại và trải qua đến một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người giàu được làm người. Nhưng ở vào án bần cùng em ha tất nguyện thiếu sớt hay bị những nghiệp á ràng buồn vào thân không bao lâu phải xa đọa vào án đạo nương. Này phó quán kinh chê người cá cung dường mà con má phải tội bao có khổ như thế huống nữa là từ sanh á kiến mà kinh chê phá diệt tiêu tội chương lại nữa này phó quán Bồ Tát. Trong đời sao như có người nam người nữ nào đâu nằm liệt mái trên giường gối cầu sống hay mua trái cũng đều không được hoặc đêm nằm chim bao. Thầy quỳ giữ cho đến kẻ thân thân trong nhà hoàng thấy đi trên đường nguy hiểm hoàng bị bóng đè hoặc với quý thần cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đôi thanh bệnh la bệnh bại trong dân ngủ kêu rêu thê thảm sầu khổ đây đều bị nơi nghiệp đạo luân đối chưa quyết định làm. Kinh này trọng nên hoặc là khó trên hoặc là khó lành mắng phạm tùng của kẻ nam người nữ không thể biện rõ được biện đó chi phải nên đôi trước tường của chư Phật Bồ Tát. Thò tiếng mà đồng tụng kinh này một biến hoặc lấy những món phận riêng của người bình thường ưa tiếng như y phùng đồ quý báo nhà cửa ruộng vườn vân vân.
Rồi đưa người bệnh cắn thiên lang mà sướng lên rằng chúng tôi thán đó họ đó nay vì người bệnh này đôi đứa kinh tường đem những của vật này. Hòa cung dường kinh thương hoàng tao hình tượng của văn bồ tát hoàng xây dựng chùa tam hoàng sắm đèn vào tập cúng hoàng cung vào của tường trung. Thường lệnh như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết cha xứ như thần thân của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt thời hoặc là một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày cứ lớn tiếng thương bệnh như trên và lớn tiếng tụng kinh này sau khi người bệnh đó mang chung thời giàu cho từ trước có tội và nặng. Nhận đến năm tội vô nhãn không đưa thoa khỏi hàng thoa sanh vào đầu cũng thường nhớ biết biết đời trước huống nữa là người thiện nam người thiện nữ nào từ mình biết chết này. Hoàng bà người biên chế hoàng tử mình đắm vẽ hình tượng của Bồ Tát cho đến bao người càng vẽ đắp người đó khi thọ qua bao chắc đăng nhiều lời lớn. Này vô quang Bồ Tát vì thế tụng kinh này cho đến chỉ trong một niềm người khen kinh này hoặc là có lòng cũng kinh đối với kinh thời ông cần phải dùng. Trăm nghìn phương chưa khuyến hoa người đó vang lòng siêng năng chớ đừng thôi thân thời có thể đưa trăm nghìn muôn ứng công đứa không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vì lao siêu độ bóng lên. Này nửa này phó quang Bồ Tát như như chúng sinh đời sao hòa trong dân ngũ hoàng trong chim bao thấy các hàng quý thần nhân đến các hình làm. Rồi hoàng buồn ba hoàng khóng lo văn rào đi hòa thang thơ hoặc hai hùng hoàng sợ sợn đó đều là vì hoàng cha mẹ con em hoàng chồng vợ. Nguyện luôn trong một đời mười đời hai trăm đời nghìn đời về thoa qua thứ bi đoa lan vào an đạo chưa được ra khỏi không biết trong bóng vào phương lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ đau. Nên mời về manh báo với người có tình con dũng trong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoa khỏi an đạo này phó quán ông nên dùng sướng ngoài thần. Thiên hàng quyền thuận đó đôi trước hình tượng của chư Phật chư Bồ Tát chi tâm tư đạo kinh này hoặc tính người càng đông đủ số ba biến hòa đến bài biến. Như bài kê quyền thuận đương mắt trong đạo kia khi thiên tùng kinh đủ số mây biến đó xong sẽ đằng dài thua cho đến trong mười khi mê ngủ không còn thấy hiện về nương. Hỏi nô lệ lại nơi nữa vô quán như đời sau này có những hàng người hà tiên hoàng tớ trai hoàng tớ gái nhận đến những kẻ không được quyền tự do. Rồi biết là do tội nghiệp đời trước ấy ra cần phải xem hồi đó thời nên chỉ tâm chim ngưỡng đành lê hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến những người trên đó sau khi mang bao thân hà tiền ở hiện đời trong nghìn muôn đời về sau. Thường sanh và bận tôn quý trọng không bao giờ còn phải xa đoà bao ba đường á thô nửa sanh còn dễ nuôi lại vậy nửa này phổ quang Bồ Tát. Về trong khóa sau này nơi cõi diêm phu đề trong hàng xa đế lời bà la môn trương gia cư sĩ tất cả các hàng người và những dân tông dòng họ gắn như có người nào mới sanh đem.
Hòa con trai, hòa con gái, nội trong mấy ngày sớm bị đứa trẻ mới sanh ra đó mà tùng kinh điển không thể nghĩ bàn này lại vì đứa trẻ mà niềm danh hiệu của Ngài. Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến đường như vậy, thời đưa trẻ hoàng trai hay là gái mới sinh ra đó, nếu đời trường nó có gây lấy tội và chi cũng đặng thoát khỏi cam. Nó sẽ ăn uống vui vẻ dễ nuôi lại thêm đứa sống lâu, còn như nó là đứa nương nơi phương lưng mà tập sanh, thời đời nó càng được an vui cùng sống lâu hơn. Ngài thầm trai tụng kinh được phương lại bảy nửa nay vô quan trong mỗi tháng, nhưng ngày mùng một, mùng tám, mười bốn, rằm mười tám, hăm ba, 24, 28, 29 và 30, 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ tăng cả những cử chỉ đồng niệm của chúng sanh. Trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi, huống nữa là những kẻ buôn lung giết hại trộm cắp ta dâm vòng ngữ trăm điều tội lỗi. Về đời sau nếu có chúng sanh nào trong mười ngày trai kế trên đây mà có thể đối trư hình tượng của chư Phật Bồ Tát hiền thánh để đồng tụng kinh này môn biên, thời chung quanh cho người đó ở bốn hướng đông tây nam ba trong khoảng một trăm gió tuần không có xảy ra nhưng việc tai nạn, còn chính nhà của người đó ở tất cả mọi người hoàng gia hoàng trẻ về hiện tại và vị lai đến trăm nghìn năm xa khỏi ăn các an đào trong mười ngày trai trên đây, nếu có thể mỗi ngày tùng một biến kinh này, thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không phải mắng phải bệnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư vật này phổ quang vì thế nên biết rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát có bơ ca thuê trăm nghìn muôn ơn nhân sự oai thần lần lớn nhiều lời ích cho chúng sanh, như thế chúng sanh ở trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với Ngài. Địa Tạng Đại Sư những chúng sanh đã hoàng được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoàng được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng ba chữ hai năm chữ trong kinh này, hoàng một bài kệ hai một câu thề, những người đó ương sứ em vui là thương trong đời hiện tại, trăm nghìn muốn nơi về vì lại tưởng đưa phán sanh vào nhà tôn quý. Thần hình xinh đẹp danh hiệu của kinh kỳ nghe đứng Phật Như Lai tuyên bài người khen ai, Địa Tạng Đại Sĩ xong ngài Phổ Quang Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bành cung đứng Phật rằng: Bạn được Thế Tôn từ lâu con đã rõ biết vì đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi, xong nay vì muốn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết ca sơ lợi ích đó nên con mới bành nói cùng Đức Như Lai, vẫn con xin cùng kính tin nhân lời Phật dạy bạch Đức Thế Tôn kinh này đặt tên là gì, và định cho con lừa bố thế nào. Đức Phật bao ngài Phổ Quang kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bồ Tát, bốn nguyên kinh cũng gọi là Địa Tạng, bốn hành kinh đây là tên thứ hai cùng gọi là Địa Tạng, bốn thể lực kinh đây là tên thứ ba, do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếm lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên không phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong
Ngài Phổ Quang Bồ Tát tin chiều chấp tay cung kính lệ Phật lưỡi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bồn nguyện lời ấn ca kẻ con người mừng phẩm thứ bảy quyền tu thắng đạo. Lùng đà ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát văn cùng đưa Phật rằng bạn đưa thế tôi có xem xét chúng sanh trong cõi diêm phù sanh tâm đồng niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu làm những việc về pháp sự lợi lành phần nhiều thôi thấm tâm tốt ban đầu còn hoặc khi gặp duyên sư bào ác chẳng lành lại lần lần thêm lần. Nhưng hàng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lại càng nặng thêm lần càng không đốn thêm lần chân đạp lúng lúc sau những người đó hoặc gầm hàng thiên tri thức. Đôi giùm đã bớt cho hoặc là đôi giùm hình ca vì hàng thiên tri thức đó to sớm răng khỏe mạnh là dịu đỡ người ấy khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu thì ra khỏi buồn lại đến cho đấng bằng phẳng rồi thời cần phải sẽ nghĩ đến con đường im sau ấy đừng có đi vào đó nữa bằng đừng thế tôn. Nhưng chúng sanh quen theo thói a bắn đau từ mấy mừng rồi lần đến nhiều vô lượng khi đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành hay sắm sửa mang chung. Thời cha mẹ cùng thân quyến bị người đó ma thu tà vừa lành để giúp tiền đồ cho người đó hoàn xe phan lòng và thấm đèn dầu hoặc chuyến đông tôn kinh hòa cúng dường tượng phần. Cùng hình tượng của các vị thánh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bính chi phờ làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sâm màng chung. Hoặc là ở nơi bốn thơ nghe biết cứ theo nghiệm ma của người đó đã gây tạo suy tính đến quả báo thời đang lẽ người đó phải bị đoa vào án đạo xong nhờ thân quyến vì người đó. Mà tu nhân duyên thành đạo cho nên cả điều tôi của người đó thấy đều tiêu sạch như sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành. Thời có thể làm cho người chết đó coi ăn chốn ác đạo đưa sanh lên cõi trời hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui thương mà kẻ thân quyến hiện tại đó. Cùng đưa vô lượng điều lợi ích vì lẽ trên đó nên nay con đối chưa đưa Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng tam bố chúng người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bao. Nhưng chúng sanh trong cõi diêm phù đề ngài lắm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận chờ có duyên hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành cũng đừng tê lễ quý thần cầu cũng mà quay. Vì sao thế vì viện diệt hại cho đến tê lễ đó không có một mây mung chi lợi ích cho người trên cả chi có kênh thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Nhà sự người chết đó hoặc là đời trưa hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đắc phần thanh qua sẽ sanh vào cõi trời cõi người nhưng vì lúc lâm chung. Hàng thân của gây tạo những nghiệp nhân không lành cũng làm cho người chết đó mắng lấy ương lụy phải đối biện chậm sanh vào chốn lành. Buồn gì là người kia chớ lô sanh tiền chưa từng làm đưa chúng phương lanh đều theo oán nghiệp của họ đã gây ta mà tự phải bị xa đọa vào an đạo. Hàng thân thuộc nơi nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm cũng vì như có người từ xứ xa đánh tuyệt lương thực đã ba ngày đồ vật của người đó mang vác nặng hơn trăm cân.
Phòng gầm kê lân cần lại gửi môn in đồ bậc nữa bi mấy mà người xứ xa đó càng phải khôn khổ nặng nề. Thêm bạch đứa Thế Tôn còn xem xếp những chúng sanh trong cõi diêm phù đề. Ở nơi trong gia phá của ba nếu có thể làm địa phương lành cho đến chân bằng sơi lông gió nước bằng một hồn can một mấy bụi nhỏ thời tân ca chúng sanh đó đều tự mình được lời in căn. Trường già bánh hoa khi ngài Địa Tạng nói lời đó như thế xong trong pháp hồi có một vị trường giá tên là Đại Biện. Ông trường giá này từ đâu đã chứng quả vô sanh. Hiền thần gần nhà đê hoa đồ chúng sanh trong mười phương ông chăm tay cùng kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa đại sĩ trong cõi Nam Diêm Phù Đề. Có chúng sanh à sao khi mang chúng mà hàng quyến thua hoặc kế lớn người nhỏ vì người trên đó mà tu ca công đức cho đến thiết khai cung dường. Làm những phương lành thời người chánh đó có đăng lời in là cùng đăng giải thoát chăng kể còn người mẫn đều được lời ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng này ông trưởng gia này tôi vì tân ca chúng sanh. Trong hiện tại này cùng qua vị lai sao nương nơi hoài thần của Đức Phật mà nói lướt về phiền đó này ông trương gia những chúng sanh ở hiện tại ấy vị lai lung sắp mang chung mà nghe đăng danh hiệu của môn Đức Phật. Danh hiệu của mơ vị Bồ Tát hay danh hiệu của mơ vị bên chi phân thời không luân là có tội cùng không tôi đều được giải thoát cam. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội án sau khi người này mang chúng ở hàng thân quyên kê lân người nhóm. Vì người chết mà tu ta vừa lời làm ta ca vì về thành đạo thời trong bảy phần công đức người chánh nhờ đắng một phần còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cơ tránh đây nên những người thiên nam cùng thiên nữ hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành tại đằng hương tròn phần công đức. Còn vị giữ vô thượng kia không hẹn mà đến thần hồn vơ vân mình mà chưa rõ là tội hay phước trong 49 ngày như ngày như đêm. Hoàng à tại các thị xã để biện luận về nghiệp qua khi tâm định xong thời cứ y theo nghiêm mà thọ lấy quả báo y đọa vào các ngã đạo thần hồn người trên đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốn nhùng thân quyến tu tạo phương lành để cứu vấn cho. Qua coi 49 ngày thời cứ theo nghiêm mà thọ lấy qua bao người chánh đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong 100.000 năm không có ngày nào được thoáng coi. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián thời phải đọa vào đại địa ngục chịu mãi nhưng sơ đạo khổ trong 1.000 kiếp muôn kiếp lại vậy nữa này ông trương giá sau khi những chúng sanh gây phạm tội. Nghiệp như thế mạng chung càng có nhiều thần quyền có làm chay để giúp thêm vừa lành cho người trên đó thời khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc đương làm chớ có đem nướng gạo. Là rào vận quân đó mà ra nơi đấng cho đến cả thứ đồ ăn chưa dừng cúng cho Phật cùng tăng thời chẳng được ăn trưởng nếu như ăn trái phép mà không được tinh sanh kỳ lương.
Thời người trên đó tròn không được mấy phương nào, nếu có kẻ thế kỷ lượng giữ gìn tinh sanh, đem dân cúng cho vẫn cùng tăng thời trong bảy phần công đức, người trên hướng nương một phần. Này ông trương gia, vì thế nên nhân chúng sanh trong cõi diêm phù, sau khi cha mẹ hay người thân quyền chết, nếu có thể làm chay cúng dường chi tâm cầu khấn thời những người như thế. Kẻ còn là người mơ đều đang lấy ca lúc ngài Địa Tạng nói lời này, tại cung ở trời đau lời có số nghìn muôn ức na do ta quý thần cõi diêm phù đền. Theo quán Bồ Đề Tam có lượng ông trưởng gia đại biện vui mừng vâng lời dạy làm lễ mà lui rằng: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Các Vua Diêm La khen ngợi phẩm thứ tám Diêm La Vương cùng quý vương vân tạm lúc đó trong dãy núi Thiếu Vi có vô lượng vị quý vương cùng với Vua Diêm La đồng lên cung trời đã lời đến chỗ của Đức Phật. Các vị quý vương đó tên là An Đồng Quý Vương, Đa An Đồng Quý Vương, Đại Tránh Quý Vương, Bành Hộ Quý Vương, Huyết Hộ Quý Vương, Sinh Hộ Quý Vương, Tán Hương Quý Vương, Quý Thân Quý Vương, Điện Quang Quý Vương, Lan Nhà Quý Vương, Đàm Thú Quý Vương, Phù Thành Quý Vương, Chú Ha Quý Vương, Chú Hòa Quý Vương, Chú Phước Quý Vương, Chú Thần Quý Vương, Chú Tài Quý Vương, Chú Súc Quý Vương, Chú Cầm Quý Vương, Chú Thú Quý Vương, Chú Mỹ Quý Vương, Chú Sáng Quý Vương, Chú Màng Quý Vương, Chú Tần Quý Vương, Chú Hiếm Quý Vương, Tam Mục Quý Vương, Thứ Mục Quý Vương, Ngũ Mục Quý Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thắng Vương, Kỳ Xa Lợi Vương, Kỳ Giờ Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, A Na Tra Vương, Đại A Na Tra Vương, Nhưng vì Đại Quý Vương như thế vân vân, mỗi vị cùng với trăm nghìn tiêu quý vương cả thai ở trong cõi diêm phù đề đều có chư tranh, đều có phần chủ trì. Các vị quý vương đó cùng với Vua Diêm La nương sức ngoài thần của Đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đồng lên đến cung trời đao lời đứng qua một của Vua Diêm La bành phần. Bây giờ Vua Diêm La quỳ gối chắp tay bành cùng Đức Phật: Bành Đề Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quý vương nương sướng ngoại thần của Đức Phật và oai lần của ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung ở trời đao lợi này, mà cũng là về chúng con đang phước lành. Vậy nay chúng con có chung viện nghi ngờ giảm bệnh hoài Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đừng phần bà Vua Diêm La rằng cho phép ông hỏi ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bây giờ Vua Diêm La chim ngưỡng đánh lệ Đức Thế Tôn và ngon ngoái lại ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi bành cùng Đức Phật rằng con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sao đường dùng trăm nghìn phương chướng để cứu độ những chúng sanh mắng phải tội khổ, ngài không tự mình nhập. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghi bàn được như thế, nhưng sao hàng chúng sanh vừa đăng khoa khói tội báo không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nương. Bành Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghi bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành.
lành để đường dài toan mãi mãi. Người xin đưa Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Phần gian xá nhân đứng phần bảo vừa diêm la rằng chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình cứng coi có dài khó xương. Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cư vơn những chúng sanh đó làm cho sớm được giải thoát những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhớ sành coi không nghiệp duyên mà làm cho chúng sanh đó nhờ biết những công việc ở đời trước tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề. Kinh nghiệm dư pháp tội nặng nên vừa ra khỏi đau rồi trở vào lại làm nhọc cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kim lo lắng để cứu độ chúng non. Vì nhờ có người quan mẫn nhà mình đi lang vào con đường hiểm trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quý và xoa cùng hầm soi sư tư rắn độc bò cam. Người quên đường đó ở trong đường im chừng dây lắng nữa sẽ bị hại có môn vị trí từng yếu nhiều pháp luận là có thể trừ sư đồng hại đó. Cho nên có thể trừ quý và xóa các loài ăn đồng vân vân cha gặp người quên là kia đường muốn đi thẳng vào con đường im nàng biển vội báo rằng ô hay này ông kia có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nan này ông có pháp thuận là gì có thể ngăn trừ các sự động hại chăng? Người là đường đó bóng nghe lời hỏi trên mới đó là đường hiểm nan bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nan đó vì thiền trì từng ngày nắm tay dìu dắt. Nhưng người là lối đó ra ngoài đường im nàng coi càng sự đồng hại đến nơi con đường tốt làm cho được an ổn rồi báo rằng này người là đường từ nay về sao chớ có đi vào con đường im nàng đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó ăn khó ra khỏi đằng lại còn phải bị tôn tánh mang người làng đường đó cũng sanh lòng cảm trọng lúc từ biệt nhau vì tri thức lại dần thêm. Nếu ông có gặp kế quen người thân cùng những người đi đường hoàng trai hay gái thời ông báo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại vào đó ác phải tôn tánh mạng. Chờ để cho những người ấy tư và cho chết vì thế nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn cứ với chúng sanh mặc tội cô muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người. Để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp nhưng chúng sanh tội khó đó ra biết sự không khó trong con đường ác nghiệp rồi khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quen đường kia là vào đường hiểm ngâm vì thiền tri thức dần dắt cho ra khỏi không bao giờ còn lạc vào nữa gặp gỡ người khác lại bao chớ vào đường ấy. Từ nói rằng mình là quen đường nên đi làng vào đó nơi đang thoát thôi rồi còn hắn không còn trở vào đường đó nữa nếu còn đi vào con đường ấy nữa thời là con mê lầm không biết đó là con đường. Hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc rồi hoặc đến nỗi phải mân màng như chúng sanh bị đọa vào trong ăn đau Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sơ phương tiện cứu vớt cho được hoàn toàn. Sanh vào cõi trời rồi cùng vẫn trở vào ăn đau nữa nếu
chúng sanh đó kết nghiệp a à, quá nặng trời ở mai tròn địa ngục không lúc nào được thoát khỏi. Quý vương bài thiên nguyện bây giờ a đồng quý vương chắp tay cùng kinh bành cùng đừng phần rằng bành đừng thế còn chúng con là hàng quý vương số đông vô lượng. Ở trong coi diêm vô đề hoa có vì làm lợi ích cho người hoặc có vì làm tổn hại cho người mỗi mỗi đều không đồng nhau. Nhưng về nghe bao kiến quen thuộc chúng con đi qua thế giới an nhiều lạnh ít đi qua trong nhà người hòa thành âm xóm làng trai vườn buồn nhà trong đó như có người trai kẻ gái nào. Dù được cho phước lành bằng mái lông sợi tóc cho đến treo một lá phan một bao khai chúc hương chúc hoa cúng dường tượng Phật cùng tướng Bồ Tát hoặc đọc tụng tôn kinh. Đột hưởng cung dương một bài kệ mong câu kinh vân vân hàng quý vương chúng con cung kinh làm lễ người đó như kinh lễ ca đưa phần thua quá khứ đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng còn truyền khang hàng tiêu quý có oai lần lớn và kẻ có phần chân trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn còn chẳng cho viện giữ cùng sự tai nạn bất kỳ. Mình tạo hiếm nghèo tình lành cho đến những việc không vừa ý nên gần chùa của các nhà đó uống là để vào cửa đức Phật khen quý vương rằng hay thay tốn thay. Cả ngọn cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiên nam người thiên nữ như thế ta cũng truyền cho các vị trời phạm vương để tích hộ về các ông. Chú mang trình thưa khi Đức Phật nói lời ấy xong trong pháp hội có một vị quý vương tên là chú mang bành cùng Đức Phật rằng bành đừng thế con. Một nghiệp viên của con là cai quán về tuổi thọ của người trong khói diêm phù đề khi sanh khi thứ con đều coi biển đó cứ theo nơi bốn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến đôi khi sanh khi tử đều không được an ổn tại làm sao thế khi sanh nỡ nên làm lành kiên ác người trong cõi diêm phù đề lúc mới sanh. Còn luận là con trai hay con gái khi sanh sanh ra phải nên làm việc phước lành thêm sửa lợi ích cho nhà cửa trời thổ địa vui mừng công xiết ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui. Hàng thân quyên cũng được phước lợi hòa khi đã hạ sanh rồi nên cẩn thận chớ có giết hại sanh vần để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sang máu ăn. Cùng nhóm họp ca hàng quyên thuận lại để uống rượu ăn thịt ca sang đơn sao nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế vì lúng xanh sáng nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tên mì uống ăn huyễn tăng nhờ có con sám đa sai các vị thần linh xa tranh thổ địa. Bảo hộ mẹ con người ấy làm cho được an vui mà đăng nhiều sự lợi ích người ấy thấy mình được an ổn thời đáng lẽ nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa mà cai lại giếng hai loài sinh vật. Hồi họp thân quyến về lễ này đã phạm tội lỗi tóc phải tư thọ lấy tay ba mẹ con đều tôn lung chế nên tu phước lại người trong cõi diêm phù đề đến lúng màng chung.
Còn lần là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc và cho ăn đau. Huống gì là người lúc sanh tiền biến tu tạo khôi phước lành, giúp thêm oai lực cho con. Trong coi diêm phù đề, những người làm lành đến lúc mang chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ nhân đến hóa làm người thân quyên, dẫn dẫn thần hồn người chánh đi cho đọa lạc vào trong an đạo. Huống chi là những kẻ lung sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp a bành được, còn những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi diêm phù đề lung lắm chung thời thân thức hôn mê, không biện đưa lễ lành điều dự cho đến măng cùng tai, không còn thấy nghe gì hên hàng thần quyền của người lâm chung đó, nên phải sắm sửa làm sự cung dường lớn tùng đồng tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Tu tạo nhân duyên phúc lành như thế có thể cho người cha thoát khỏi chốn ăn đào càng thư, mà quỷ ác thần thay đều phải lui tan cả hên bánh đứng Thế Tôn. Thần ca chúng sanh lũng lâm chung nèo đặng nghe danh hiệu của Bồ Đức, danh hiệu của Môn Bồ Tát, hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa, con xem sẽ thấy mà người ấy trừ năm tội vô gián cùng tội xa hai, những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải xoa vào cho ngã đau liền đằng thoa khỏi ca đức Phật căn dặn. Đừng phần bao chú mạng quý vương rằng ông vì có lòng đại từ nên có thể phá ra lời nguyện lớn ở trong sanh từ cứu hộ chúng sinh. Như thế như về trong đời sau này có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó, đều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui. Chủ mang quý vương banh cùng đừng phần rằng xin được Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sinh ở cõi diêm phù đề lúc sanh lúc tử đều làm cho được an vui. Cả chí trong mong cả chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử tin theo lời của con đã nói trên thời đều giải thoát đặng lợi ích lớn. Đừng vào kho ký cho chú mạng bây giờ đức Phật vào ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng vì đại quý vương cai quan về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vì quý vương ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử, đó là bơn Bồ Tát đại sĩ vì lòng từ bi và nguyện hiền thân đại quý chớ thiệt thời không phải quý quá 170 kiếp sau. Ông đó sẽ đưa thành phần hiệu là Bồ Tướng Như Lai, kiếm đó tên là An là cõi nước, tên là tình trụ thọ mạng của đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của quý vị đại quý vương đó không thể nghi bàn, như thế hàng trời cùng người đưa quý ấy đổ thoát cung đàn số không thể hàng lượng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ chín lung đó, ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cung đưa phá rằng bành đứng Thế Tôn này, con vì chúng sanh trong đời sau mà vô bài sự lợi ích làm cho trong vòng sanh tử đằng nhiều lợi ích lớn, cuối xin đừng Thế Tôn cho phép con nói đó. Đừng phần bao ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớ tất cả chúng sanh,
mà phải coi có trong sao đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúng quay ông nên nói ngay đi, và sư ông có thể sớm làm xong nguyện đó. Ta giàu có bao nếu bạn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và về lại nữa. Ngài Địa Tạng bệnh cùng đưa vào răng bánh đưa thế còn vô lượng vô số kiếm về thua quá khứ. Còn đừng vào ra đây là vô biên thân như là như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cũng kính liền đằng siêu bia tội nặng sanh thương. Trong bốn mươi kia muốn là vẽ đâm hình tượng cúng dường thắng thắng người này được vô lượng vô biên phương lời lại hằng hà xa kiếm về thua quá khứ có Đức Phật ra đời yêu là bưu thắng như lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây phá tâm quy với Phật trong khoảng khai mong tại người này tròn hằng không còn thôi chuyến nơi đạo vô thượng chánh giác. Lại về thua qua cửa có Đức Phật ra đời hiểu là ba đầu ma thắng như lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoáng qua lộ tay, người này sẽ đưa một nghìn lần sanh lên sáu tầng trời coi dung huân nữa là chí tâm cưng niệm lại bà ca thuê ba ca thuê vô số kim về thua quá khứ có Đức Phật ra đời yêu là sư tư hống như lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phán tâm quy chừng trong một niềm người này sẽ đăng gặp vô lượng càng Đức Phật xoa đăng thọ ký cho. Lại về thua quá khứ có Đức Phật ra đời yêu là câu lưu tôn như lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chỉ tâm chiêm ngưỡng lệ bái hoàng lại tan thăng. Người này nơi pháp hội của một nghìn đưa Phật trong hiền kiếp làm vì đại phạm vương đắng Phật thoát khi đạo vô thường cho lại về thua quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là tùy bà thi như lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây thời mãi không còn xa đọa vào chốn ăn đào thường được sanh vào chốn trời người hưởng lấy sự vui tu tâm vi diệu. Lại vô lượng vô số hành hà xa kim về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời yêu là đa bưu như lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền thôi đọa vào an đạo thường ở tại cung trời hương sư vui thù thăng vì diệu. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời yêu bưu tướng như lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng cung kính không bao lâu người ấy sẽ đặng qua la hán lại vô lượng vô số kiếm về thua quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là ca sa tràng như lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến hiệu của Đức Phật đây thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tứ trăm đại kim lại về thua quá khứ có Đức Phật sơn vương như lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này đang ngâm hằng hà chư Phật nói nhiều pháp bao cho đều đang thành đạo bồ đề. Lại về thoa qua thứ có đức tình nguyện Phật đứng sang vương Phật đứng tri thắng Phật đứng tình danh vương Phật đứng tri thành tựu Phật đứng vô thượng Phật
Đức Diệu Thanh Phà Đức Mãn Nguyên Phà Đức Nguyên Diệu Phật Có Ba Ca Nguyên Đức Phật Thế Tôn Như Thế Tăng Ca Chúng Sanh Trong Thời Hiện Tại Cùng Có Vị Lai. Hoặc là trai hoặc là người hoặc người nam hoặc người nữ chi niệm đưa và danh hiệu của một đứa con thôi sẽ được vô lượng công đức muôn đứa là niệm được nhiều danh hiệu. Nhưng chúng sanh đó lung sanh lung tử đằng nhiều vừa lời không còn phải đoa vào an đạo nữa như có người nào sắm mang chung hàng thân quyến trong nhà nhân đó là một người vì người bình sắm trên đó mà niềm lớn tiếng. Danh hiệu của một đứa phân thời người trên đó trừ năm tội lớn vô gian cả nghiệp ba đều tiêu sạch cả năm tội lớn vô gian kia dầu rất nặng nề đang lệ phải trải qua ức kiếp hằng không ra khỏi đằng qua không. Nhưng bài lúng lâm chung nhờ người ca vì đó mà thương niệm danh hiệu của Phật cho nên những tội năng đó cũng lần lần tiêu sanh uống là chúng sinh tự mình từng danh hiệu của chư Phật. Người này đang vô lượng lành trừ diệt vô lượng có kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyên quyến trung hết bốn hành Địa Tạng thể nguyện rồng sâu gầy vàng châu sáng độ chúng sanh. Địa ngục khó không ngàn tấn kiên thành khỏi mang khó trầm luân Nam Mô Thường Trụ Thâm Pháp Nam Mô Thường Trụ Thâm Phương Pháp Nam Mô Thượng Trụ Thâm Phương Pháp Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện So Sánh Nhân Duyên Công Đức Của Chư Bồ Thí Phẩm Thứ Mười. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Mà ta nương hoài thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay bánh cùng Đức Phật rằng bánh Đức Thế Tôn còn xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo. So sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng có người hưởng phước trong một đời có người hưởng phước trong đời có hoặc đến hương phương lời lớn trong trăm đời nghìn đời. Nhưng sự ấy tài làm sao thế cuối xin Đức Thế Tôn dạy cho bây giờ Đức Phật báo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng nay ta ở trong toàn thế chúng hội nơi cung trời đao lợi này. Giảng về sự so sánh công đức kinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề, ông phải lắng nghe ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe Đức Phật bao. Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương hàng tế phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sáng đế lợi, hàng đại bà la môn vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng nhận đến kẻ tật nguyện căm ngòng, kẻ điếm ngay mù quáng gặp những hàng người thân thế không đưa vẹn toàn như thế lúng ca vì quốc vương đó vân vân. Muốn bố thí nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hà mình tự tay mình đem của ra bồ thí cho tất cả những kẻ đó hoàng bao người cảm đem cho.
Ngài dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi ca về quốc vương đại thần đó vân vân đằng phước lời bằng phước lời công đức cúng dường cho một trăm hằng hà sa chư phần vậy. Tài làm sao chính bởi vì quân vương đó vân vân phá tâm đại từ bi đối với kẻ rất mừng nghèo cùng vật với những người tàn tật kia cho nên phước lành đưa hướng qua bao như thế này trong trăm nghìn đời thường đương đầy đủ. Nhưng đồ thân báo huân là những thứ để thọ dụng như y phục đồ uống ăn vân vân lại vậy nữa nay Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sao như ta về quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân găm chùa tham thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát. Thành vạn hai bính chi và đến thân từ sửa sang cúng dường bồ thì bị quân vương đó thì trời để thánh hương sự vui sướng tốn làm. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới thời vì quân vương đó trong mười kiếp thường đường. Làm về trời đại pháp thiên vương lại thế này nữa nay Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân gặp chùa tham của đứng phần thuở trương hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sớm rảnh ra liền có thể phá tâm bố lại vì quốc vương đó hoặc từ mình đính thân lo sửa sang hòa khuyên hoa người khác cho đến khuyên hoa trăm nghìn người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành vì quốc vương đó trong trăm nghìn đời thường làm bùa chuyển luân. Còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong trăm nghìn đời thường làm vua nướng nhỏ nếu lại ở trướng chùa tham có thể phá tâm đem công đức cúng dường bồ thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác được như vậy thời vì quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành phong cam. Bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có vị quốc vương hay hàng bà la môn gặp những người già yếu thân bệnh và kẻ phụ nữ sanh để nêu trong khoảng chừng một niềm sanh lòng từ lớn đuôi đem thuốc men cơm nước giường chiếu bồ thí làm cho những kẻ ấy được an vui phước đức đó không thể nghĩ bàn đến được trong một trăm kiếp thường làm vua trời tình cư trong hai trăm kiếp thường làm vua sáu từng trời cõi dục không bao giờ còn đọa bao ác đạo cho đến trong trăm nghìn đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khô rốn rao sẽ thành phần lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có vị quốc vương và bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem vừa đứng đã hồi hướng đạo bồ đề thời không luân là nhiều hay ít rốt ráo sẽ thành Phật cả huống gì là những quá trời phạm vương.
Trời Đề Thích Vua chuyển luân này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyên hòa cho tất cả chúng sanh đều phải hồng theo như thế. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có thiền nam kẻ thiền nữ nào ở trong phần pháp mà gieo trồng chúng ít coi phương lành, chừng bằng cái lông sợi tống hồ can mãi bùi phước lời của những người đó sẽ hương thọ không thể ví dụ thế nào cho đường. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gắm hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bính Chi Phật, hình tượng Vua Chuyển Luân và Bồ Thi Cúng Dường. Thời Đăng Bồ Lượng Vương lành thường sanh ở cõi người cõi trời, hương sự vui thù thắng vi diệu như có thể đem công đức hồi hương cho cả pháp giới chúng sanh. Thời phương lời của người ấy không thể ví dụ thế nào cho đường. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như kẻ thiên nam người thiên nữ nào gặp kinh điển đại thường, hòa nghe thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính người khen Bồ Thí cúng dường, người ấy được quả bao lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phương đứng hồi hướng cho cấm pháp giới chúng sanh, thời phương lời này không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gầm chùa tháp và kinh điển đại thừa, nếu là kinh tháp mới thời Bồ Thi cúng dường chim ngương lễ lại ngời khen chắp tay cùng kinh. Nếu gặp kinh tham cố hoàng hư ránh thời sớ sang tu bố hòa riêng mình phá tâm làm hòa khuyến người ca cùng đồng phá tâm. Nhưng người đồng phá tâm đây trong 30 đời thường làm vua cán nướng nhỏ con vì đàn vỉa chánh đó thường làm vua chuyến luân lại dùng pháp lành mà giao hoa vua cán nướng nhỏ. Lại vậy nữa Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đa gieo trồng trong phần pháp, hoặc là Bồ Thí cung dường, hoặc là tu bố chùa tham, hoặc sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng mô sợi lòng một mây bụi một hồ cát một giọt nương. Nhưng sự lành như thế không lường nhiều ít chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường hương thọ chữa vui thường diệu, còn như chi hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoàng tử mình được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hướng quá vui trong ba đời. Cứ làm một phần sự lành thời được hương báo tốt một muôn lần trôi hơn này Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng nhân duyên còn đứng về sự Bồ Thí như thế đó, kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện Địa Thần Hộ Pháp phẩm thứ 11 lúc đó bị kiến lao Địa Thần bạn cùng đứng phần rằng bạn đứng Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đánh lễ vô lượng vì đại Bồ Tát đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bằng.
Đồ khắp mọi loài chúng sanh, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chủ thể nguyện rất sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong diêm phù đề. Như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quán Âm, Ngài Di Là cùng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các Ngài còn có lúc hoang mang. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phá thể nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường trai đến kiếp số như số ca trong trăm nghìn ứng sông hằng. Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xe chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sao, nơi chỗ sanh sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình, ở dùng đất đá tre gỗ mà dừng cất cai khám cai thân. Trong đó có thể hóa về cho đến dùng vàng ba đồng sáng đúng nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát đốt hương cúng vừa chim lễ người khen thời chỗ người đó ở đường mười điều lời in. Nhưng vì là mười điều, một là đấng cá tô màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết đưa sanh lên cõi trời, bốn là những người hiền còn hướng sự lời in. Năm là cầu chi cũng tội ý cả, sao là không có tai hoa về nước và lửa bay, là trừ sanh việc hư hao, tám là dựng hẳn ác mộng. Chính là khi ra lúng vào có thần theo hồ về, mười là thương gặm bước thánh nhân. Bành Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đấng của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vì kiên lao địa thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người thiên nam kế thiên nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đồng tung kinh điển này và cũng dường hình tướng của Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con thương hộ về người đó cho đến tất cả sự tai hòa như nướng lửa trộm cơm, nàng lớn nàng nhỏ vân vân thấy tèo tiêu sành được phan báo kiên lao địa thần rằng: Thần lờ rộng lớn của ông cả thần ca ít ai có bằng, vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi diêm phù đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến có cây càng đá lúa mẹ trẻ lao gạo thóc của bao tân cả, những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cam. Này ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trôi hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cùng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đồng kinh tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo môn việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai, uống nửa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì, người đó cũng có hàng quyền thuộc của Phạm Vương Đế Thích, quyền thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Ta
Thời sau lại đăng ca vì hiền thánh ung hồi như thế đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bốn nguyện này. Tự nhiên đưa rốt ráo xa lìa biên khổ chừng nào niết bàn an vui vì thế nên đăng ung hộ một cách lớn lao như thế. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện thấy nghe đưa lời ấn phẩm thứ 12 đưa Phật phóng quang tuyên cao lúc đó từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn. Phóng ra cả trăm nghìn muôn ngực tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sáng tia, tia sáng sáng tia lớn, tia sáng sáng xanh, tia sáng sáng xanh lớn, tia sáng sắc biển, tia sáng sắc biển lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn bao, tia sáng vòng tròn bao lớn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn, tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đánh môn phong ra những luồng tia sáng như thế, xong lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà báo đại chúng rằng: này Tam Bồ chúng trời rồng người cùng phi nhân vân vân lắng nghe. Hôm nay ta ở tại cung trời đau lời thuyền bài người khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hành lên bậc thanh, những sự chứng quá thầm điền, những sự rõ ràng không lui sụp nơi đạo vô thượng chẳng đặng chánh giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát Quan Thế Âm cầu thỉnh lung đơ Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quan Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bành cùng Đức Phật rằng: bành Đức Thế Tôn ngài Địa Tạng đại Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, ngài thương cho chúng sanh mắc tội khôn. Ở trong muôn nghìn ứng thế giới ngài hóa hiện ra nghìn muôn ứng thân, bao nhiêu công đức và sức hoài thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài. Còn đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương các miền đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát, dầu cho cả đứa Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại đưa Đức Thế Tôn bào khắp trong đại chúng rằng: đừng Phật muôn thuyền nói các sự lời ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát, cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghi bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho Tam Bồ chúng trời rồng vân vân chiêm ngưỡng lễ lạy ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. Đừng vào tang thang và hứa khá đức phân bao ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân rì duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi ta bà những hàng trời rồng
hoặc nam tử nữ nhớ hoàng thần hoàng quý cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sau đường nghèo. Kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tượng đến ông cùng khen ngợi ông, thời nhân chúng sanh ấy đều ở nơi đau vô thừa chẳng na giá quyết chẳng còn thôi chuyên thường đưa sanh vào cõi người cõi trời hướng đủ sự vui vì diệu khi nhân qua sắp thành thông liền đưa phần thọ ký cho. Này ông sanh lòng từ bi lớn thương xa ca loài chúng sanh và tam bồ chúng trời rồng vân vân mà muốn nghe ta nói những sự lời in chẳng thể nghi bằng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lòng nghe cho kỹ này ta sẽ nói đôi ngày Hoàng Thế Âm Bồ Tát bành rằng vân bành được Thế Tôn con xin ưa muốn nghe thấy nghe thêm phước trời đừng phần báo ngài Quang Thế Âm Bồ Tát. Trong cả thế giới về thoái hiện tại nay và vị lai sao có vị trời nào hưởng phước trời đã mang năm tướng si hao hiện ra nơi thân hòa có kẻ phải đọa lạc nơi chốn an đồng. Cả về trời đó hoặc nam hoặc nữ đường lông tướng suy hao hiện thầy ở thầy hình tướng của ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe tên ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đánh lệnh. Thời cao về trời đó càng thêm lớn phước trời hướng sự vui sướng rất nhiều không bao giờ còn phải bị đọa la vào ban đạo nữa uống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát. Nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem cá thương hoa đồ y phùng đồ uống ăn vân ba chuỗi ngọc mà bố thí cung dường thời người này đang vô lượng vô biên công đức phương lời. Người bình thường lời lại vậy nửa này Quán Thế Âm trong ca thế giới về thua hiện tại này và vì lại sao những ngàn chúng sanh trong sau đường như có kẻ sắp mạng chung mà đang nghe một tiếng danh yêu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai thời kẻ mạng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ấn đạo. Huống chỉ là lúc sắm mang chung cha mẹ cùng hàng thân quyến đẹp của cái nhà cửa vân bao y phục vân vân của người sắm mang chung đó mà làm của chi phí đôi tô đắp hay hòa vế hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người binh lúng chưa chan hoàng mắng thay tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa bằng báo vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bình đó nếu có gầm mà báo phải mang lấy bình nặng thời nhờ công đơn này liền đưa lanh mạnh tôi thọ thêm lâu. Còn nếu người bình đó có nghiệm báo số mang đà hình lại có đủ tất cả tội chương nghiệm chương đang lệ phải bị đọa vào trong an đạo xong vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền đưa sanh vào cõi trời cõi người hưởng qua vui thù thân vì diệu tăng ca tội chưa thấy đều tiêu sạch. Tiền vọng đưa phương lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có kẻ nam tư người nữ nhân nào hoàng lúc còn bú mớm hoàng lúc lên 3 tuổi hoàng lúc lên 5 tuổi 10 tuổi trở xuống mà trên mà mấn cha mẹ cho đến trên mấn anh em chị em đến khi người đó còn lớn nhớ trương à, tướng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến không rõ đọa làng vào chốn nào hay sang về thế giới nào hoặc sanh lên cõi trời nào người đó như có thế tô về hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát nhân đến nghe danh hiệu của ngài rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đánh lễ.
Từ một ngày cho đến bảy ngày đừng thôi thân tâm ban đầu nghe danh hiệu thầy hình tượng chim lễ cúng dường thời quyên thuộc là sớm quá của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo tính ra. Phải chịu đến số kiếp nay nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chim lễ cung dường của con cái hay của anh em chị em nên liền đằng giải thoát được sanh lên cõi trời cõi người. Thường quá vui thù thắng vì nhiều còn như quyên thuộc đã sáng phơ của người đó có phước lành đã được sanh lên cõi trời cõi người. Hương thọ quá vui thù thắng vì diệu rồi thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bờ thanh hướng vô lượng quá vui như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chìm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ một số muôn biên sẽ đăng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân mắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thần quyên sấm quốc kia đã sanh về. Hòa trong dân mong Địa Tạng Bồ Tát yến sẽ thân thông lan tử dân người đó đến cả thế giới thấy hàng quyên thuộc nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến luôn đến 1.000 ngày thời người đó sẽ được Bồ Tát sai ca vị quý thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời hiền đời đồ ăn món mặc dư dần không có cá thơ bên có cho đến cá sợ tai và còn không hề vào đến cửa hương nữa là đến nơi thăng rô ra rồi người đó được Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đánh thọ ký cho nguyện lớn sớm thanh lại về nửa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau như có kẻ thiền nam người thiền nữ nào muốn phá lòng từ rộng lớn để cứu độ tăng cả chúng sanh muốn tu tạo vô thừa chánh giác muốn thoát khỏi tam giới những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y hòa đem hương hoa y phục vâng bao đồ ăn uống vâng vâng để cung dường chìm ngưỡng đánh lễ thời cho nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu không bao giờ bị chướng ngại lầy vậy nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muôn cầu trăm nghìn muôn ư địa nguyện trăm nghìn muôn ứng sự về hiện tại cùng vì lai thời chí nên quỳ chim ngưỡng đánh lễ cúng dường người khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được như thế thời nguyện những chi và cầu những chi thay đều thành tựu ca lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vẫn được từ bi rộng lớn ủng hộ mái cho người đó trong giấc chim bao liền đằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đánh thọ khi đưa trí huệ lại vậy nửa này Quan Thế Âm Bồ Tát trong đời sao như có người thiền nam kẻ thiền nữ nào sanh lòng rấn trân trọng đối với kinh điển đại thừa phá tâm bằng thư nghi muôn đọc muôn tùng kinh điển ấy dâu găm đăng bực minh sư truyền dạy cho những người đó học tạm như đông rồi quên rồi trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tùng đường nhưng kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chương đời trước chưa trừ sạch cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tùng nhưng hàng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thầy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đem ánh bồn tăng cung kinh bày tỏ với Bồ Tát rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn tấn ca đồ hoa cụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát
một chén nữa để trong để chưa tường Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống say bằng về hướng Nam. Khi nước vào miệng phải chỉ tâm trình trọng, uống nước xong phải cứ ngủ tân rượu thình tà dâm vọng ngư ba ca việc chiên hai trong bảy ngày hoàng 21 ngày. Người thiên nam cùng thiên nữ đó trong dẫn chim bao thấy địa tạng Bồ Tát hiền thân vô biên rưỡi nữa trên đành của người đó. Sau khi thức dậy người đó liền đằng thông minh một phen nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Tài nàng tiêu trừ lại mấy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về trong đời sao như có những người nào ăn mà không đủ cầu chi cũng không toại nguyện hoặc thân nhiều tật bệnh hoạn nhiều sự hung suy. Nhà cửa không yên ổn quyền vô chia lìa hòa có sự tai và cứ đến quay nhiễu nơi thân luôn trong dân mong thường phải kinh sợ những người như thế đó. Khi nghe danh yêu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thầy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát nên chí tâm cung kinh niệm đủ một muôn biến thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sanh lần lần liền đăng an vui. Đồ ăn mặc dư dật cho đến trong giấc mộng thấy đều an ổn vui bê coi hiểm nguy này. Vậy nửa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có người thiên nam thiền nữ nào hoàng nhân sự làm ăn hoàng nhân sự công chuyện tư hoàng nhân sự sanh cùng tư hoàng nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vượt biên hoàng cam nữa lùng lớn hoặc đi ngang đường hiểm tra người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến được thế thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quý thần hộ vệ. Lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn cho đến dầu gầm loài hùm soi sự tư nhưng tất cả thứ đồng hai đều không thể phạm đến người đó được. Đừng vòng bao ngày Quán Thế Âm Bồ Tát ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rộng lớn với cõi diêm phù đề. Nếu nói về những sự mà căn hàng chúng sanh thầy hình nghe tên của ngài Địa Tạng Bồ Tát được lời in thời giàu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hên đường này Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sanh trong coi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được chừng sự an vui luôn. Bây giờ đứng thế tôn liền nói kể rằng ta xem Địa Tạng xứng hoài thần kim số sông hằng xa có tỏ trần. Thầy nghe một niềm chim ngưỡng lễ trời người lời ích sự không ngần hoàng rồng hoa thân cùng nam nữ bao tầng sẽ xa vào đường dữ chí tâm quy mang đại sĩ thân. Tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ trẻ thơ trên mắt mẹ cùng cha huynh đệ chị em kế ruột rà lớn con nghĩ đến đều không biên. Nào giờ đường lành ở đâu là hoặc vẽ hoàng tô đại sĩ hình cám thương chim lê biệt chẳng đành hầm môn ngày luôn niềm danh hiệu Bồ Tát hiền thân đến bên mình. Chỉ đành quyền thuộc ở nơi nào giàu sáng thua cùng ra mau nếu được không lôi lòng kinh ngưỡng thanh ký Bồ Tát vốn đầu trong. Bồ đề vô thường muốn tu hành mong ra ba cõi khói tư sinh người này đã phá lòng bi lớn trước nên chim lễ đại sĩ hình nghe tên quy y đấng tròn lành
cung dường cung kinh bao lòng thành, nghiệp chương chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ưa sớm viên thành, có kẻ phá tâm tụng kinh sanh, muôn đồ chung sanh khỏi tai anh. Nhờ là nguyện lớn chẳng nghĩ bạn, đồng rồi quên rồi luôn sống mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, hồng đại thừa kinh khó mọi bề. Y vô buồn an ca ngoa cô, cung dương địa tàng với hương hoa. Dùng chén nữa trong bài trơ tượng, canh một ngày đêm bừng lấy uống. Sanh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịnh ta dâm cùng dối luôn. Trong hâm môn ngày chớ xa sanh, chuyên lòng tướng niệm thượng nhân danh. Chìm bao thấy rõ tôn dung hiền, thức rồi liền đăng trí khôn lành. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vàng đời sao nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thâm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hoa hoang người lìa nhau. Ngủ mê mộng mì không an giấc, muốn cầu hồng chẳng được nào. Giống lòng chim lễ địa tàng ngày, bao nhiêu việc ao thấy tiêu ngay. Nhận đàn chim bao đều an cá, quê thân phò hồ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thu đồng tượng cung dường kinh lễ cùng chim ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, án tài tiêu sanh thường an sướng. Quan âm lòng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó. Trăm nghìn muôn kim thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đại sức nó. Người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chim lễ hến lòng thành. Hương hòa ăn uống dân y phục, trăm nghìn bao đẹp hương đều lành. Nếu hai đêm công ở hồi phàm giới, rơ rao thành phò sanh từ khỏi. Quan âm nền bia căn tuyên bày, truyền cảm hăng xa nhiều nữa coi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13 đức Phật nhà Pha Luân Đo Đường Thế Tôn giờ canh tài sanh vàng xoa đánh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà báo rằng: Địa Tạng thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đứng từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho ca đức Phật mười phương khen ngợi tuyên nói, nhưng sơ chẳng thể nghi bàn của ông. Trăm nghìn muôn kia cũng chẳng hên đằng này, địa tạng ông nên nhớ hôm nay. Ta ở trong cung trời đao lời nơi pháp hội lớn, có trăm nghìn muôn ưng bân khà thuế bơ khà thuế ta ca ca đừng phà can vị Bồ Tát can hàng trời rồng tam bồ chúng đây. Một lần nữa đem ca hàng chúng sanh trong kẻ, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông chớ để ca chúng sanh đó phải bị đọa vào an đạo, dầu là chừng một ngày. Một đêm huân chi lại để cho chúng nó phải bị đọa là vào địa ngục, ngô vô gian cùng địa ngục. Nga thì mãi đến nghìn muôn ư kịp, không lúc nào ra khỏi ư này. Địa tàng tâm tanh của chúng sanh cõi diêm phù đề, không định phần đông đều quen theo thói thoáng hoàng. Có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thôi tha, còn như duyên an lại luôn luôn tăng trưởng. Cùng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa đôn, thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó đưa giải thoát này. Địa tạng hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau như có hàng trời người cùng thiên nam thiên nữ,
nào tròn chung in căn lành ở trong phần pháp chừng bằng sợi lòng mấy trần hột càng chọn nước thai ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó làm cho người đó tu tâm lần lần đào anh mỗi thân. Lại vậy nửa này đi ta ta trong đời sao hoàng có trời ấy người nào phải theo nghiêm mà thọ ba bi đọa vào trong án đạo đến khi bị đọa vào án đạo vừa bước đến cửa ngục. Nhưng chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu một kệ kinh điển đại thường, ông nên dùng thân lực của ông tìm phương chứa cứ và cả chúng sanh đó, ông nên hiện thân ra trừa kẻ đó phá tan địa ngục làm cho họ đưa sanh lên cõi trời hưởng những sự vui vì diệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng đời nay đời sau chung thiên nhân nay ta ân cần dặn báo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho án đào đọa vào trong. Bồ Tát tuân chi, bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bành cùng đừng phần rằng bạch Đức Thế Tôn, tôi xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời sau nếu có người thiện nam cũng kẻ thiên nữ nào đối với trong phần pháp có môn niệm cung kính còn cung dùng trăm nghìn phương tiện đo thoát người đó làm cho mau đàn giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe ca vỉa lành rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thôi chuyến hư không tàn bành. Hỏi lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bành lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tàn Bành cùng đứng ở phần rằng bành Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời đạo lời này nghe Đức Như Lai người khen hoài thần thế lực không thể nghi bằng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau vẫn có người thiện nam cùng thiền nữ nào cho đến tân cá hàng trời rồng vân vân nghe kinh điển này và nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chim lệ hình tương Địa Tạng Bồ Tát. Thời nhân kể ấy được bao nhiêu điều phương lời vui mong Đức Thế Tôn về tăng ca hàng chúng sanh ở hiện tại và vì lai mà nói lược việc ấy cho. 28 điều lời Đức Phật bao ngài Hư Không Tạng Bồ Tát lắng nghe cho kỳ ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình thương của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đồng cùng dùng hương hoa đồ ăn món uống y phục vần bao mà bồ thí cúng dường người khen. Chìm lệ thời kê ấy được 28 điều lợi ích như sau đây: một căn hàng trời đồng thường hồ niệm, hai quá lanh càng ngày càng thêm lớn, ba chứa nhóm nhân vô thường của thanh, bốn mãi không còn thôi tất đạo bồ đề, năm đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ, sao nhưng bình tà không đến nơi thân, bãi khói những tai nạn về nướng và lửa, tam không có bị hại vì trộm cướp, chính có người ca thấy đến sanh lòng cung kinh. Mười ca hàng quê thần theo hộ trì, mười một đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai, mười hai đời sau sẽ làm con gái cán hàng vương gia đại thần. Mười ba thân tướng xinh đẹp, mười bốn phần nhiều đưa sanh về cõi trời, mười lăm hoang làm bừng vua chúa, mười sau có trí sáng biết rõ việc trong những đời trường. Mười bài có mong cầu chi cũng đều được toại ý, mười tam quyến thuộc an vui, mười chín ca tai và bất ngờ đều dứt sạch, hai mươi ca nghiệm về án đạo đều trừ hăng.
21 đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 22 đêm nằm chim bao an ổn vui vẻ. 23 những người thân tộc đã chết nếu có tội tới được hồi khôn. 24 nếu về đời chưa có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng. 25 ca bờ thanh người khen. 26 căn tánh lành lời thông minh. 27 giàu lòng tư mẫn. 28 rốt ráo thành phần. 7 điều lời lại bày nửa này hư không tan Bồ Tát. Như hàng trời rộng quy thần ơi yên tai và vì lai nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đánh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát hoa nghe ca sư về bốn nguyện tu hành. Của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà khen người chim lễ thờ sẽ đặng bày điều lời in. Một mau chân bậc thánh hai nghiệp ác tiêu diệt ba chư Phật đến ủng hộ. Bồn công thối thân Bồ Đề Tâm năm bốn lượng được tăng trưởng sao việc đời trương đều rõ biết. Bài rốt rao thành phần đại hội tăng tháng bây giờ bất khả thuyết tăng ca ca đưa phân và đại Bồ Tát cùng tam bố chúng trời rồng. Mười phương đánh dự pháp hội đó nghe Đức Thế Ca Mâu Ni Phật người khen tuyên bài xứng oai thần lớn chẳng thể nghi bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen việc là việc chưa từng con. Lùng đó trời đao lời rưới vô lượng hương hoa thiền y chuối ngọc đê cung dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong rồi tăng ca đại chúng trong pháp hội đều lại chim lê chắp tay mà lui răng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện quyên hạ hết bốn thế Địa Tạng so nhân trong kinh tạng tờ căm ngóng do tiền sanh đời nay tùng đại thừa phương lợi vô cùng. Quyết sàng báo vang sanh Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tăng. Đạo lời Thế Tôn nói pháp màu Địa Tạng công hành ra rộng sâu. Thánh giáo mai truyền sao chẳng ngưng. Khâm lời trời người khỏi khổ sầu. Trời A Tu La Già Xoa Thanh nên nghe pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn mỗi vị siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chỗ này hòa trên đấng liền hoàng hư không thường đôi người đời sanh từ tâm ngày đêm từ mình nương pháp ơn. Nguyện cả thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lời quần sanh. Bao nhiêu tội chướng nghiệp tiêu trừ, xa lìa ca khổ về viên tịnh. Hằng dùng giới hương xoa vong sanh. Thường diện đinh phong giúp thân hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm. Tùy theo chỗ thường an là Nam Mô Tội Tà Phu Chánh ủng hộ đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam Mô Tội Tà Phu Chánh ủng hộ đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam Mô Tội Tà Phu Chánh ủng hộ đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tăng. Ma Ban Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thầm. Ban Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiên Ngũ Ứng Giai Không Đội Những Theo Cô Anh Xa Lời Tư Sáng Bất Gì Không Không Bấn Gì Sáng Sáng Tưng Thì Không Không Tự Thi Sáng Thó Thương Hành Thương Di Phụng Như Thi Xa Lời Tư Thì Chư Pháp Không Tướng Bơ Sanh Bấn Gì Bấn Cao Bơ Tịnh Bơ Tăng Bấn Giam Thì Có Không Trung Vô Sáng Vô Thọ Thương Hành Thân Vô Nhà Tì Thiệt Tân Y Vô Sa Tình Nương Vì Sùng Pham Vô Nhàn Giới Nài Chi Vô Ý Thân Giới Vô Minh Diệt Vô Minh Tân Nài Chi Vô Lão Tự Diệt Vô Lão Tự Tân Vô Khó Tâm Diệt Đạo Vô Trì Diệt Vô Đăng Diệt Vô Sa Đăng Cô Bồ Đề Tạng Rồi Bắn Nhà Ba La Mận Đa Cố Tâm Vô Quái Ngài Vô Quái Ngài Cô
Phổ cùng bồ biến lê đen đa mong tấn cơ canh ni bà tam khe chư phần ni bà nhớ bà la mừng đa cố đăng nga đầu đa la tam miêu tam bồ đề cô trì bằng nhớ bà la mừng đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đằng đằng chung năng cơ nhân thế cô chân thiện bằng cô phiên bằng nhà ba la mận đa chú thân thuê chú vi đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ha ba nhân thế nghiệp những căn bản đa sanh tịnh độ đà la ni nam mô a di đà ba già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tì a di đi đa tấn đam bà tì a di đi đa tì ca lăng đề a di đi đa tì ca lăng đa gia di ni già già na chi đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đà ba già đa tha già đa điện già tha di đi đô bà tì a di đi đa tơ đam bà tì a di đi đa tì ca lăng đề a di đà đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na di đa ca lệ ta ba ha nam mô a di đà ba ya đa tha ya đa điện ya tha di đà đô ba tỳ a di đà đa tấn đam ba tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đa a di đà đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na di đa ca lệ ta ba ha di đà phật thân kim sa khe tướng quang minh vô đẳng luân bành hà uyên chuyên ngũ tu di cam mung trần thánh thứ đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hoa bồ tát chúng diệt vô biên từ tham ba nguyện đó chúng sanh cứ phẩm hàm linh đang bi ngàn ngày nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Mười phương chư Phật ba đời A Di Đà Phật nhất chẳng rời quần sanh sen vàng chín pháp thân dành anh. Ôi linh đấng cả đa dành vô biên nay con dựng tâm lòng thiền quy y với Phật sám liền tôi căn phước lành con có chi chăng. In nhiều quyết không nguyện rằng về Tây nguyện cùng với bạn tu đây tuy thời cảm ứng hiện nay điểm lành biên giờ biết khắc rõ rành. Làm chung tàng mặt cánh lạnh Tây phương thấy nghe chánh niệm hơn thường vãng sanh là quấn đồng nương hoa vàng hoa nơ thấy Phật rõ ràng. Phật vọng sanh thứ đô an muôn loài phiền não vô biên thể dừng trừ pháp môn tu hồng chẳng còn dư chúng sanh nguyện đồ bờ kia đến. Nào vẫn cùng nhau chứng tri như ai hư không coi nó dầu cùng nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên. Không tình cũng có đồng nguyện trí màu của phần đồng viên đồng thành. Nay còn lại nguyện tu hành phổ hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn. Một là nguyện lại Thế Tôn hiền thân trước phần hình lòng kinh tinh. Hai khen phần đứng rộng thanh lời hay tiếng tô tân tình người cam. Ba thời sắm đố hương hoa tràng phan bao cái dưng ra cũng dường. Bốn vì mê chấp lầm đường tham sân nghiêm chướng con thường sám luôn. Năm suy công đứng vàng muôn của phàm của thánh con đồng vui ưa. Sau khi Phật chứng thượng thừa phàm màu con thánh đã vừa truyền trao bay lòng chẳng chung lãng sao cầu xin chư Phật chớ vào vô dương. Tam thường tu hồng đại thừa bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Chính thế chẳng dám mỏi mòn dẫn diệu muôn loài đều tròn phan thân. Mười đêm công đức huân mọi loài cùng hướng khắp trần cùng vui. Điều nguyện lớn nguyện rồi hiện rồi nguyện về cực là ngồi tòa sen. Niệm Phật con đệ thù thắng hành này vô biên thắng phước giai hồi hướng ơi phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh thông vang vô lượng quang Phật sang. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liệu phó nguyện thôi chương tấn tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung cử phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bấn thôi Bồ Tát vi bàn lượng. Nguyện gì thư công đức phó tự nhân thiên ngã đằng giữ chúng sanh giai công thành phần đạo.
Tự quy Phật ngay đương nguyện chúng sanh thể dài đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thống ly đại chúng nhất thiên vô ngại. Nguyện đem công đức này sanh đều trọn thành Phật.